Hai con đã theo ta bao lâu nay, học cũng được khá nhiều phép thuật để dụng trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay ta cho hai con được trở về với gia đình. Nhớ lời ta dặn, hai con là huynh đệ đồng môn, cho nên dù không còn dưới sự quản thúc của ta nữa, hai con vẫn phải thương yêu nhau, sống nghĩa khí với nhau, cho đáng mặt là học trò của ta, đúng nghe chưa? Sư phụ, xin nhận của chúng con một lại để tỏ lòng biết ơn. Chúng con luôn ghi nhớ lời của thầy dặn. Huynh đệ chúng con xin cảm ơn thầy đã khổ công rèn luyện cho hai anh em chúng con thành tài. Và hai anh em chúng con xin phép thầy trở về nhà. Bao nhiêu năm khổ luyện trên núi, hôm nay trở về quê hương, sắp gặp tiền thê của ta rồi. Bởi vậy huynh là sung sướng nhất trên đời đó, trong khi đệ không vợ không con, không nhà không cửa. Bây giờ chắc đệ sẽ đi ngao du sơn thủy rồi. Hình như bên kia có người con gái khóc. Đi Quỳnh, đi. Thì để làm sao vậy? Quỳnh thử nghĩ coi, ở đây rừng rậm vắng vẻ vậy, tự nhiên có một người phụ nữ mặc áo trắng lại còn ngồi ngay trước mộ. Đi. Bình tĩnh lại đi. Để quên là sư phụ đã truyền cho ta phép thuật, để ta dở phép thuật ra xem nàng là người hay quái nữa. Để ta. Thôi mệt quá, nghỉ. Lại hỏi đi cho chắc. Hiền đệ, cẩn thận. Mệt ghê vậy. Hiền đệ. Chờ đệ, huynh làm phép muốn chết. Chồng ơi. Chồng chết rồi, chồng bỏ thiếp ở lại với ai? Ở dưới đó nóng lắm đúng không chồng? Em quạt cho chồng mát nghe chồng. Thấy chưa? Nói đâu có sai. Không phải người bình thường đâu. Không có ai đặt một cái câu hỏi vô lý vậy. Người chết rồi ở dưới là phải lạnh, chứ ai nói nóng. Thiệt là một người vợ thủy chung hầu hạ chồng cho đến lúc chết. Chồng ơi, cô gì ơi, tôi thấy cô khóc lóc quá trời. Chắc là do chồng chết. Nhưng mà chồng chết là do bệnh tật hay chuyện gì mà mình buồn tủi quá vậy? Chồng tôi bị bão bệnh nên qua đời. Chưa lúc chết, tôi có thề với chồng là sẽ ở dậy không bước thêm bước nữa. Ồ, quả là người vợ chung thủy. Nhưng mà sợ tôi một mình đơn chiếc, nên chồng tôi khuyên hãy đi tìm hạnh phúc mới. Ồ, quả là người chồng cao thượng. Nhưng mà mấy anh biết không, mấy bữa nay á, ở làng bên có chị kia mai mối cho tôi một lương duyên rất là tốt. Vậy á, nàng không đồng ý đúng không? Nàng không đồng ý. Tôi đồng ý. Trời đất ơi, vậy mày đặt khóc lóc gì vậy? Mày đặt qua đây quạt quạt cho chồng gì? Đi không đi lấy chồng đi. Tại vì hai không có biết, trước lúc chết á, chồng tôi căn dặn mắt tôi thề thốt là: em ơi, nếu như mà em muốn bước thêm bước nữa thì em làm ơn đợi mộ anh xanh cỏ. Mà mấy anh nghĩ coi, trời đất ơi, mấy bữa nay mưa gió bão bụng như vậy nè, thì nghĩ đi, làm sao mà cỏ mọc lên được, đúng không? Cho nên á, tôi phải ra đây nè, tôi ngồi đây nè, tôi quạt cho chồng tôi đó. Ồ, quả là một người vợ thâm thúy. Thì ra mục đích đi ra đây là ngồi quạt, quạt cho đất mau khô, cỏ mau mọc mới mau lấy chồng. Hay quá, người vợ chung thủy kiểu đó là hả? Tôi khổ thôi, quá bà chồng ơi, em khổ để, quá bà chồng. Ta sẽ giúp nàng. Chồng ơi.
em hiểu tấm lòng của chồng. Em biết chồng thương em lắm. Chồng muốn em đi lấy chồng khác sớm đúng không chồng? Chồng không muốn em một mình đúng không chồng? Em hiểu mà. Chồng ơi, mình hẹn kiếp sau nha chồng. Thôi, đừng nói vậy. Chồng bà không có rảnh gặp bà kiếp sau đâu. Đi lấy chồng đi, đi lấy chồng đi. Em đội ơn chồng, em đội ơn chồng. Quỳnh ơi, ta chặn chàng kêu bạn làm kỷ niệm. Giữ làm kỷ niệm nghe không? Thích đi lấy chồng đó, thích đi nhiên. Trời ơi, Quỳnh. Lẹ gì đó? Đi lấy chồng đi. Kỳ lạ. Người phụ nữ chung thủy. Chàng hãy uống chén trà nóng này cho ấm người. Đi đường xa về chắc là cũng mệt rồi. Sao chàng không vào trong nghỉ ngơi? Mà thiếp thấy chàng cứ cầm cái quạt này rồi lại suy nghĩ. Chẳng lẽ cái quạt này chàng được cô gái nào tặng khi học ở trên núi à? Kìa, nàng. Sao nàng nói lại vậy? Nàng ngồi xuống đây đi. Nàng cũng biết rồi đó. Ta chỉ có mình nàng là thê tử thôi. Ta thương nàng nhiều lắm. Nàng không hiểu ta sao? Vậy cớ gì mà thiếp thấy từ chiều đến giờ chàng cứ ngồi cầm cái quạt này nè, thẫn thờ, rồi lại trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng mà cái quạt này ở đâu chàng có? À, chuyện là như vậy. Để ta kể nàng nghe. Ta chặn chàng cái quạt làm kỷ niệm. Giữ làm kỷ niệm nghe không? Thiếp đi lấy chồng đó, thiếp đi nhiên. Đúng là thứ đàn bà hư thân mất nết, thề thốt rồi lại nuốt lời. Chồng chết chưa sanh mộ mà đã vội vàng đi lấy chồng khác rồi. Đã vậy còn giả bộ khóc lóc nữa. Thứ đàn bà đó là trời không dung, đất không tha. Ta có điều này muốn hỏi cho nàng. Nếu một mai ta lỡ chết bất đắc kỳ tử thì lúc đó nàng sẽ như thế nào? Kìa chàng, chàng đi biển biệt bao nhiêu năm nay mới trở về, sao lại nói gõ như vậy chứ? Không, ta chỉ nói chơi thôi, nàng đừng giận ta. Nhưng nếu chẳng may có ngày ấy, thiếp xin thề có trời đất, thiếp sẽ làm nhà binh mộ chàng, ở như vậy đến hết đời, cho trọn nghĩa phu thê. Cậu, sao vậy cậu? Tập quá, giờ lạnh quá. Hãy đưa giúp ta vô nhà. Để tôi đưa cậu vào nhà. Nàng ơi, nàng. Chàng tỉnh rồi. Chàng thấy trong người thế nào? Nói cho thiếp biết đi. Để thiếp lấy khăn ấm lau mặt cho chàng nha. Quản gia đâu? Dạ. Hãy mang khăn ấm vào đây cho ta. Dạ. Nàng ơi, chắc ta không qua khỏi đâu. Được được, không. Chàng đừng nói vậy mà. Chàng phải sống với thiếp chứ. Ta mệt và lạnh lắm. Trước khi ta ra đi, ta có chuyện nhắn nhủ lại cho nàng biết. Không. Chàng phải thống sống như thiếp suốt đời. Chàng sẽ khỏe mà. Sống chết là chuyện của trời. Nàng hãy nghe ta nói. Chàng nói đi.
Chàng muốn gì thiếp cũng đồng ý. Ta chết đi, ta sẽ còn nuối tiếc với nàng nhiều lắm. Khi ta chết đi, định cổ của ta, nàng hãy để trong nhà 100 ngày. Qua 100 ngày thì nàng hãy chôn. Vì trong 100 ngày đó, ta muốn được ở bên cạnh nàng. Thiếp hứa sẽ để linh cữu của chàng đúng 100 ngày. Còn chuyện này nữa, còn nhà cửa, điền sản và củ cải, ta giao lại hết cho nàng. Nàng hãy dùng nó cho hết quãng đời còn lại. Nhưng có một điều, ta muốn nàng hứa với ta là được bán căn nhà này. Vì đây là căn nhà mà cha mẹ ta đã khổ cực gây dựng nên. Ta không muốn nó thuộc về người khác. Nàng hứa với ta đi. Được, thiếp hứa sẽ không bán ngôi nhà này. Nhưng mà chàng phải khỏe, chàng phải khỏe sống với thiếp suốt đời, nghe chưa? Chàng ơi, chàng, quản gia, quản gia đâu? Mau vào đây. Dạ. Hãy xem cậu thế nào, nhanh lên. Cậu ơi. Cậu sao? Cậu thế nào? Cậu chết rồi mợ ơi. Không phải. Chàng ơi, chàng tỉnh dậy đi. Chàng tỉnh dậy đi, đừng bỏ thiếp. Đừng bỏ thiếp mà. Chàng ơi, thiếp sống với ai? Chàng ơi. Sao chàng nỡ lòng nào bỏ thiếp lại một mình? Chàng ơi, sao chàng bỏ thiếp? Trời, tội quá, còn trẻ vậy mà quá chồng, tội nghiệp quá. Bây giờ thiếp biết sống như thế nào đây? Thiếp phải sống sao đây? Cô ơi, thôi đi, cô bình tâm lại nha. Người chết thì cũng đã chết rồi. Cô hãy cố gắng sống mà còn lo hương quả cho ông bà tổ tiên. Như vậy á thì chàng Ân mới có thể thanh thản ở suối vàng. Thưa mợ, có một chàng trai tên Nghĩa tự xưng là bạn đồng môn của cậu tới giếng. Cho mời vào. Dạ. Chàng ơi, có bạn của chàng đến giếng. Chào phu nhân. Tôi là bạn đồng môn của Ân Quỳnh, cùng học ở trên núi ngày trước. Nay hay tin Quỳnh ấy mất, tôi vội vàng tới giếng. Chàng ơi, chàng có bạn đến thăm kìa. Chồng ta trước khi mất mong muốn rằng linh cữu sẽ được đặt ở đây đúng 100 ngày, nên ta đã thuận theo lời chàng. Nếu như vậy, tại hạ xin mạn phép được lưu tại đây 100 ngày sau để trọn tình trọn nghĩa với Ân Quỳnh.
Nếu như huynh đã có ý tốt như vậy thì ta cũng chấp nhận. Nghĩa tử là nghĩa tận. Nếu chồng ta ở dưới suối vàng biết được tấm lòng của huynh như vậy chắc sẽ vui lắm. Đa tạ phu nhân đã chấp nhận. Nhưng có sao không? Ta không sao, chỉ là bỏng nhẹ thôi. Ta rất biết ơn huynh vì đã ở bên cạnh ta suốt thời gian qua. Nếu như không có huynh, ta thực sự không biết sẽ vượt qua nỗi đau này như thế nào nữa. Phu nhân đừng nói như vậy. Lúc trước ta và ân huynh là huynh đệ tốt với nhau. Này, huynh ấy mất đi rồi. Ta làm như vậy coi như là trọn nghĩa tình thôi. Ta có làm cho huynh chén trà nóng. Huynh uống ngay đi cho ấm. Kìa phu nhân, ta đã tới đây ở nhờ nhà phu nhân. Phu nhân còn tận tình chăm sóc, thật là đa tạ. Huynh đừng nói như vậy. Từ ngày có huynh ở đây, ta cũng dời đi nỗi buồn chồng mất, và cũng cảm thấy ngôi nhà này bớt đi cảnh tang gia khóc lóc. Ta phải cảm ơn huynh mới đúng. Kệ phu nhân. Ta do ta thấy hoàn cảnh của phu nhân, nữ nhi quá chồng, lại còn một mình lo đám tang của chồng mình. Ta là nghĩa đệ của ân huynh, ta làm gì được, ta sẽ giúp. Sao nàng lại khóc? Nàng khóc làm tâm trạng ta rối bời. Nàng có thể cho ta biết không? Thiếp thân cô thế cô, nay chồng đã mất rồi, không biết sau này phải sống ra sao. Phải chi có một người lo lắng cho quãng đời còn lại thì tốt biết mấy. Ta hiểu hoàn cảnh của nàng. Nhưng mà chàng biết không, ngay từ lần đầu tiên gặp chàng thiếp đã rung động. Thiếp biết như vậy là thiếp sai rồi, vì chàng là bạn của chồng quá cố của thiếp. Nhưng mà thiếp không thể nào làm trái với lòng mình được. Hôm nay thiếp sẽ nói rõ lòng của mình cho chàng hiểu, rồi thì chàng muốn trách hờn thiếp ra sao cũng được. Thiếp
ta thì làm sao dám trách hờn nàng được. Bởi vì ta cũng đã có tình cảm với nàng từ ngày đầu tiên ta bước vào căn nhà này. Chàng cũng có tình cảm với thiếp. Chàng nói thật không? Chàng làm thiếp xúc động quá. Nhưng ta đây vẫn còn một nỗi băn khoăn. Băn khoăn? Chàng đang băn khoăn chuyện gì? Có thể nói cho thiếp nghe được không? Ta băn khoăn hoàn cảnh gia đình của ta thì không sung túc, không thể nào lo lắng cho nàng đầy đủ được. Hơn nữa, ta và ân huynh là huynh đệ từ trước tới giờ. Ta không thể di truyền tình cảm của hai đứa mình mà để thiên hạ cười chê được. Trước đây, thiếp và Bảo Ân yêu nhau, rồi được cha mẹ đôi bên tác hợp nên duyên chồng vợ. Nhưng sau đó, Bảo Ân lên núi đi học nhiều năm. Vợ chồng xa cách nên tình cảm cũng nhạt phai. Hơn nữa, Bảo Ân lại là một người đàn ông không ra gì, thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt. Chàng biết không, đến cả quá phụ mà chàng ấy cũng không tha, buông lời trêu ghẹo. Và người quá phụ ấy đã tặng cho chàng ta cây quạt để làm kỹ vật. Ân huynh của ta tệ như vậy sao? Khi biết được chuyện này, thiếp đã rất đau khổ. Chuyện nàng quá phụ, cả ta lẫn ân huynh đều chứng kiến. Nhưng có lẽ nàng ta không biết, cho nên mới bày đặt bịa ra câu chuyện này để nói xấu ân huynh này mà. Trước đây, ta lúc nào cũng ngưỡng mộ ân huynh. Thật không ngờ huynh ấy lại có thói trăng qua, thật đáng khinh. Chàng à, thiếp không quan tâm chuyện chàng nghèo khó. Bây giờ Bảo Quân đã mất rồi, tất cả tài sản nhà cửa này đều do thiếp cai quản. Nếu cần, thiếp sẽ âm thầm bán đi tất cả, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau cao chạy xa bay. Chàng có đồng ý không? Nhưng mà chúng ta đi đâu mới được? Đi đâu cũng được, miễn sao nơi đó có chàng. Ông có chuyện gì muốn nói với ta ư? Thưa mợ, dù sao cũng là tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay với cậu. Xin mợ, đừng bán ngôi nhà này. Và cũng đừng làm chuyện đồi bại. Cậu ở suối vàng, làm sao yên lòng nhắm mắt được hả mợ? Người thật to gan. Là người làm mà dám nghe lén chuyện của chủ, rồi bây giờ còn dám lên mặt dạy đời chủ nữa hả? Người có tin là ta đuổi ngươi ra khỏi nhà không? Mợ có đuổi tôi, đánh tôi cũng được. Nhưng xin mợ hãy nghĩ lại, đừng làm chịu trái đạo trời mợ à. Ông thì biết cái gì mà nói. Khôn hồn thì câm miệng lại đi. Kẻo người ngoài người ta mà nghe được cái gì á, thì ông không có yên với ta đâu nha. Thưa mợ, xin mợ hãy suy nghĩ kỹ lại. Ngôi nhà này là của ông bà để lại cho cậu. Trước khi mất, cậu cũng đã căn dặn mợ là nhất định không bán ngôi nhà này. Nhưng bây giờ mợ đành lòng bán nó đi, không khác gì mợ thất hứa với chồng, thất lễ với tổ tiên. Ông bà ở đây linh thiêng lắm mợ à. Người dám hăm dọa ta hả? Làm quản gia nhà ta, ăn cơm ta nuôi, rồi bây giờ còn dám lên mặt để dạy đời ta nữa. Là phận tôi tới trong nhà, tôi nào dám dạy đời mợ. Tôi chỉ nói theo đạo làm người thôi mợ à. Dù sao hôm nay ông cũng đã biết chuyện của ta rồi. Thôi thì ta sẽ cho ông một số bạc lớn để ông về quê đoàn tụ với gia đình. Căn nhà này mai mốt ta cũng bán, nên không cần ông làm quản gia nữa. Đây, ông hãy cầm lấy số bạc này. Nhưng mà nhớ,
tất cả những gì mà ông biết ngày hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ cho bất cứ ai. Nghe rõ chưa? Thưa mợ, tôi không thể nào nhận món bạc này được. Tôi xin mợ hãy suy nghĩ lại. Nếu không tôi sẽ đem chuyện này ra bàn dân thiên hạ để nhờ họ phán xét. Ngươi dám à? Lão Mộc, ông ở với vợ chồng ta suốt bao nhiêu năm nay, chắc ông cũng thấy tình cảm vợ chồng ta yêu thương gắn bó như thế nào, đúng không? Bây giờ đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được. Chẳng qua trong lúc ta cô đơn buồn tủi vì chồng vừa mất, nên nhất thời nảy sinh ra cảm xúc thấp hèn. Nhưng cũng may nhờ có ông, ông đã thức tỉnh ta, giúp ta ngộ ra được. Ta cảm ơn ông. Ta sẽ không bán căn nhà này nữa. Ta sẽ không đi theo chàng Nghĩa nữa, để giữ trọn đạo vợ chồng. Ông hãy yên tâm như vậy, ta hứa. Mợ hứa à? Ta hứa. Mợ suy nghĩ thông suốt rồi, tôi mừng lắm. Vậy bây giờ tôi ra ngoài để mợ nghỉ ngơi. Giữ hắn lại trong nhà ngày nào là tai họa có thể ập tới ngày ấy. Hay là ta bịt miệng hắn luôn cho xong. Rượu mời ta đưa thì ông không uống, vậy thì đừng trách ta. Ai biểu ông biết quá nhiều chuyện của ta làm gì. Coi như đây là tai họa mà ông tự rước vào thân. Cả gan sát hại lắm không? Nhìn bề ngoài là người dơ hiền, nhưng bên trong là dầu phụ ác. Chuyện gì? Không ngờ chỉ với một gói thuốc nhỏ mà lại hiệu nghiệm như vậy. Ngày mai sẽ đúng 100 ngày sau khi chôn cất ông chồng quá cố, ta và chàng Nghĩa đã có thể sống hạnh phúc bên nhau. Kỳ Trang, Trang sao vậy?
đừng làm thiếp sợ mà. Chân sao vậy hả? Nàng à, ta có một chuyện trước giờ ta giấu nàng. Đó là ta có bệnh tim kinh niên. Trước đây từ có một cao nhân nói với ta là phải ăn tim con người mới qua khỏi. Ta không làm được chuyện đó. Như vậy là trái với luân thường đạo lý, ta không làm được. Chàng ơi, vậy ăn tim của người chết có được không? Vì cao nhân ấy nói rằng chỉ cần là tim của con người chết không quá 100 ngày là được. Được, vậy thì chàng hãy đợi thiếp. Thiếp mới có cách để cứu chàng rồi. Chàng hãy đợi thiếp. Nàng làm gì vậy? Ngày mai là đúng 100 ngày, nên hôm nay Thiếp sẽ moi tim chồng để nấu cháo cho chàng ăn khỏi bệnh. Nàng đừng làm như vậy, như vậy là thất đức lắm. Ta dùng phép thuật để giả chết thì thử lòng này, thì nàng lại trở thành một con người độc ác và giả tâm như vậy. Như vậy là sao? Chàng, chàng ơi, như vậy là sao? Ân huynh, lúc đầu đệ thật không hiểu vì sao ân huynh lại quyết định làm điều này. Bây giờ thì đệ đã hiểu. Ân huynh thật sáng suốt. Chàng nói dối. Chàng nói dối. Thử ta ư? Không phải như vậy. Mới lúc nãy chàng còn nói là chàng yêu ta mà. Chàng còn nói chàng yêu ta sẽ cùng ta cao chạy xa bay cơ mà. Ta ra đi. Đàn ái, uổng công bao nhiêu năm nay ta yêu thương nàng, vậy mà ta tiếc cho tình cảm vợ chồng của mình. Tội của nàng trời không dung đất không tha. Nàng hãy nhìn đến bàn thờ tổ tiên của mình mà sám hối đi. Không, chàng gạt ta. Chàng nữa, các người gạt ta. Không phải. Ta không tin. Và cũng từ đó, trong dân gian truyền rằng đêm đến, cứ hễ thắp đèn hoặc nhóm bếp lên là người ta lại thấy một thứ côn trùng nhỏ bé bu quanh ngọn lửa rồi lao vào chịu chết. Mọi người tin rằng đó là hậu thân của người đàn bà lẳng lơ, nhẫn tâm đã chết vì ngọn lửa đam mê đầy tội lỗi của chính mình. Sau khi mọi chuyện xảy ra, Bảo ăn giao hết nhạc nữa tài sản cho lão mộc trong coi, rồi đi lang thang theo du sơn thủy và sớm chiều làm bạn với trăng sao, không còn màng đến những chuyện của thế gian. Em thấy sao? Thấy cái giống chàng chưa vậy?
hay là mấy bước trước giống hơn? Tiểu thư hỏi em hỏi ai? Dễ người không biết mặt, sao biết giống hay không giống trời? Thì bởi vậy tao mới nói em á, là đi dò la giùm tay đi. Cứ dạ dạ không à, mà không có thấy làm gì hết. Tiểu thư nghĩ đi, đâu có dễ. Phu nhân thì cứ chằn chằn, cách một canh giờ lại hỏi tiểu thư đang làm cái gì vậy? Bây giờ bắt em đi, lỡ bà hỏi đi đâu thì sao? Mà cái ông đánh lưới này cũng kỳ nữa, thời khắc không ổn định gì hết trơn. Vài bữa lại xuất hiện, vài bữa lại mất tích, biết đường đâu mà tìm. Khu vực hoạt động cũng hết sức là mất trật tự. Thôi mà, cứ kiên trì đi, thế nào cũng có ngày gặp được mà. Người ta nói tiếng sáo biểu hiện con người mà. Tiếng sáo mà hay như vậy, chắc chắn phải là người rất là khôi ngô tuấn tú. Tiểu thư, em hỏi thiệt nha. Em hỏi đi. Nếu như mà tiếng sáo hay mà mặt mũi lại xấu quá, không có đẹp đẽ, thì tiểu thư còn mê nữa không? Em nói cái kỳ cục vậy. Với lại ta đã nhìn thấy chàng xa xa rồi còn gì nữa. Dáng của chàng như vậy hả, in trên nền trời đẹp như là tranh á. Ta chỉ sợ tài hèn sức mọn không tả hết được vẻ đẹp của chàng thôi. Trời ơi, tiểu thư của tôi nặng quá rồi. Vẽ chừng nào mới ra cái mặt trời? Liên, chàng tới rồi kìa. Liên, Liên. Dạ. Em coi giùm ta coi, có phải là chàng không? Thấy chưa? Rồi, chàng đẹp hơn bức tranh này nhiều lắm. Sao tiếng sáo hay quá à? Liên, em hỏi giùm ta coi, hỏi liền đi. Tiểu thư ơi, tiếng sáo hay, nhưng mà lỡ con người của chàng không đẹp thì sao? Sao không đẹp được? Em thấy rồi đó, em cũng nghe rồi đó, làm sao mà không đẹp được? Nghe thì nghe, nhưng mà thấy được cái lưng không mà, có biết được gì đâu. Thôi bây giờ em cho là đẹp luôn đi. Mà tính tình chàng sao? Hai người có hợp nhau hay không? Bây giờ em cho là hợp luôn đi. Tiểu thư đừng có nói tiểu thư lấy ông đánh lưới đó nha. Ta không quan tâm, không biết đâu. Ta chỉ biết á là chàng thổi sáo hay thôi. Chắc chắn là tâm hồn chàng cũng đẹp như vậy đó. Giống như là lãng tử ngao du tự tại, biết không? Trời ơi, nhức đầu quá. Tiểu thư tôi nặng quá rồi. Từ tiếng sáo mà suy ra tâm hồn luôn mới ghê. Lỡ ổng thổi đi đuổi cá rồi sao? Nói nhiều lắm luôn rồi đó, em đi đi. Nói nhiều quá, đi mau. Mệt ghê á. Đuổi cá sao được mà đuổi cá không biết nữa.
đi về đó hả con? Có cá không? Dạ có mẹ. Mẹ đỡ sốt chưa? Bà đó chắc xiết hết cá rồi phải không? Bữa trước mẹ có ứng ít đồng để mua thuốc. Dạ bà có lấy, nhưng có chừa cho mình mớ cá. Mẹ, mẹ cứ nghỉ đi, để con ra sắc thuốc rồi nấu cho mẹ miếng cháo. Mẹ cũng đỡ rồi, để đó mẹ nấu cho. Con đi tắm đi để cảm lạnh đó. Thôi, ba cái việc lặt vặt này con làm được mà. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Con trai của tôi giỏi giang như vậy mà không có đứa con gái nào thấy hết. Giỏi mà xấu quá, ai mà thèm mẹ ơi. Xấu đẹp để làm cái gì? Mà con trai của mẹ cũng đâu có xấu lắm đâu. Con cũng có tài mà. Con không nghe người ta nói á, là trai tài gái sắc, chứ đâu có ai nói là trai sắc gái tài. Ba cái việc lặt vặt này ai làm mà không được mẹ. Tài cán gì đó không biết à. Con thấy mẹ khen con trai mẹ quá rồi đó. Ở vùng này á, ai đánh cá hay bằng con? Con còn thổi sáo giỏi nữa chứ. Mấy cái tài vặt nó có gì đâu mà đáng kể mẹ. Hôm nay con lại quăng lưới ở mạn đó nữa sao? Ủa sao mày biết vậy? Cá to cỡ này chỉ có khúc sông ở gần nhà thừa tướng mới có được. Mà mẹ đã dặn con tránh xa khúc sông đó rồi mà. Nhưng mà cũng cả tuần trăng rồi con mới quay lại mà. Mùa này cá thượng nguồn cũng ít rồi. Không sao đâu mẹ. Không sao cái gì. Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Mình là dân đen, đừng có nên tới gần nhà của bậc quan quyền. Lỡ có xảy ra chuyện gì lại rước họa vào thân. Dạ con nhớ rồi mà. Mẹ cứ yên tâm đi. À ngày mai con phải đi sâu xuống mạn dưới. Chắc cũng hơi lâu nha mẹ. Mẹ nhà mình được không? Thôi mẹ cứ vô trong nghỉ đi. Để con nấu xong rồi con kêu mẹ dậy ăn nha. Thôi mẹ đi nghỉ đi mà. Thank you.
Tiểu thư, tiểu thư xuống ăn chút gì đi, phải ăn thì mới khỏe được chứ. Tao muốn ăn gì hết á. À Liên, em hỏi thăm giùm ta chưa đó? Sao 10 ngày nay không thấy bóng dáng chàng đâu hết vậy? Em thử hỏi coi chàng đi đâu rồi. Người ta đánh cá thì phải tìm chỗ nào có cá mà đánh chứ. Lạng quạng ở sông nhà mình hoài, lính nó bắt nó đánh đòn thì sao? Người ta phải đi kiếm ăn, chứ ai đâu mà rảnh rỗi mơ mộng hoài như tiểu thư. Chẳng lẽ không còn cách nào để được nghe tiếng sao của chàng nữa sao? Em có một cách. Cách nào? Hay là tiểu thư mua cá nhiều nhiều đi, thả khúc sông nhà mình nè, thì chàng quay lại liền. Thiệt hả? Nhưng mà phụ thân của tiểu thư bắt chàng bỏ ngục là em không chịu trách nhiệm à. Người nói gì mà cũng nói nữa. Tiểu thư ơi, tỉnh lại đi, thực tế một chút đi. Thương đâu không thấy, chưa gì thấy tông teo tiều tụy rồi nè. À, có cách nè. Bây giờ ngươi xuống nói với mẹ ta là ta bị bệnh rồi, không muốn ăn gì nữa hết á, chỉ muốn ăn cháo cá thôi à. Xong rồi ngươi lấy cơ hội đó chạy ra chợ cá hỏi thăm giùm ta coi. Trời ơi tiểu thư, tiểu thư tỉnh lại đi, thực tế đi mà tiểu thư. Giờ ngươi có đi hỏi không? Ta không ăn nữa chết cho ngươi coi á. Tiểu thư, đi đi. Mệt tiểu thư quá à. Nhớ hỏi đó nghe. Nhớ rồi. À? Cho con hỏi, ông có biết nhà chàng trai đánh cá trên sông vừa đẹp người mà thổi sáo cũng hay nữa? Vừa đẹp người mà thổi sáo lại hay. À, cậu đó là Trương Chi. À, vậy ông có biết nhà chàng ta ở đâu không? Con đi hết đoạn đường này tới bờ hồ, gần bên bờ hồ có ngôi nhà tranh, đó là nhà của Trương Chi, nhưng mà đường đi hơi xa nghe con. À, dạ con cảm ơn ông. Ừ, hướng này là con. Cho hỏi có ai ở nhà không ạ? Cho hỏi có ai ở nhà không? Cô hỏi ai? Dạ, cho con hỏi, đây có phải nhà chàng Trương đánh cá trên sông, người hay thổi sáo mà tiếng sáo làm mê đắm lòng người không ạ? Rốt cuộc cũng đã có người nhận ra tài năng của con trai mình. Đúng rồi, mời cô vào. Mời cô ngồi. Mời cô uống nước. Cô nương là ai mà sao dung nhan xinh đẹp quá? Cô quen biết với Trương Chi nhà tôi ra sao mà đi hỏi nó? Thật sự là ta xinh đẹp sao? Bà này cũng thật là khéo ăn khéo nói. Dạ, có người nghe tiếng sáo đem lòng cảm mến, sai con tới tìm chàng làm quen. Kiểu này là thích con trai ta mà không dám nói ra. Nói là người khác đây mà, ta phải nói vô cho nó mới được. Chuyến này nhất định phải cưới cô này cho nó. Vậy thì còn gì bằng. Trương Chi nó đi đánh bắt cá ở mạn dưới, vài bữa nữa nó mới về. Vậy tiểu thư chưa lần nào nói chuyện với nó sao? À, dạ chưa nói chuyện, dạ cũng chưa thấy mặt luôn ạ. Thì ra vậy, Chi nó là đứa tài năng lắm. Nếu ông cử cha nó chẳng may lâm bệnh qua đời, gia cảnh sa sút, thì nó đã được học hành đỗ đạt, không chừng đã được làm quan lớn rồi cũng nên. Vậy mà nó có hiếu lắm, nó chẳng bao giờ than vãn một lời, chỉ suốt ngày phụng dưỡng mẹ già ốm đau. Cô nào lấy được nó là phước ba đời đó cô à.
Ba Mậu nói vậy thì con biết vậy. Con sẽ về nói lại với người sai con đi. Dạ, xin phép Ba Mậu con về. Xin phép Ba Mậu. Có vẻ chịu rồi. Ta phải ra sức để phen này con ta cưới được vợ mới được. Người nói sao? Cha của chàng là ông Cử. Nếu như chàng không sa sút á thì chàng đã thi đậu làm quan rồi. Thấy chưa, ta nói đâu có sai. Chàng á là xuất thân cao quý, lẽ ra để danh phận rõ ràng rồi. Nhưng mà cái đó chỉ là lời của mẹ chàng ta nói thôi, làm sao mà tin liền được. Ta tin. Rồi sao nữa, nói tiếp đi. Nói chung là bà đưa con bà lên tới tận mây xanh, nào là có hiếu, rồi sống nghèo mà không hề than vãn một lời, chỉ biết phụng dưỡng mẹ già đau yếu. Chàng quả là tuyệt vời. Còn gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi hay là tại ngươi không nghe nữa đó? Thì em nghe bà khen quá nên kiếu từ về lẹ. Biết nhà rồi ở lại làm chi? Chán em quá đi à. Lẽ ra em phải đứng lại đó nghe cho hết chứ. Nhưng mà thôi, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy linh tính của ta không sai rồi. Chàng đúng là người tình trong mộng của ta. À, em mau tìm cách quay lại đó đi. Chi nữa tiểu thư? Thì giao bức tranh của ta cho chàng. Ta nghĩ chàng sẽ hiểu lòng ta. Em bảo chàng hãy chuẩn bị lễ vật tới dạm ngõ, đừng có lo lắng về phụ mẫu, đã có ta hậu thuẫn cho chàng. Tiểu thư. Tiểu thư còn chưa biết mặt người ta mà. Bao nhiêu phẩm chất cao quý đó, em nghe em thấy chưa đủ sao? Ta tin rằng chàng đẹp từ trong ra ngoài. Đi đi. Tiểu thư. Đi giùm ta đi mà, đi mau lên. Dạ. Hơi đâu mẹ nghe người ta nói, chắc người ta thấy con trai mẹ xấu trai quá nên người ta bày chuyện chọc cho vui đó mà. Không đâu, cô đó ăn mặc tươm tất lắm, ra dáng vẻ con nhà giàu lắm. Vậy thì càng không phải rồi, tại vì con có bao giờ gặp gỡ ai đâu, thì làm sao có cô gái nào mà thầm thương chậm nhớ con được. Với lại con trai của mẹ xấu ma chê quỷ hờ như vậy, ai mà thèm. Con đừng có nghĩ bậy. Con có tài như vậy nè, tiếng sáo là dìu dặt như vậy, nhiều cô phải lòng con thì làm sao con biết được. Đó là tại người ta chưa thấy mặt con đó mẹ. Thấy mặt con thì đã sao? Mẹ đã nói với người ta là con rất hiếu thảo và tài năng. Mẹ ơi. Rồi người ta nói sao mẹ? Cô đó nói là sẽ về báo lại với chủ nhân, nhưng mà mẹ nghĩ là chịu rồi đó. Con chuẩn bị đi gặp người ta đi. Không có được lắc đầu đó nghe chưa. Mẹ thèm cháo dữ lắm rồi đó. Thôi mẹ đừng có suy nghĩ dẫn dơ nữa. Bây giờ con phải ra ngoài đào ít khoai lang để mang theo nè, chứ sắp tới là con đi hơi lâu đó. Thôi con đi với mẹ. Ừ con đi đi, nhưng mà nhớ chuẩn bị tinh thần để đi hỏi vợ đó. Dạ biết rồi. Sao con khổ quá vậy trời. Ba Mậu ơi. Ủa tiểu thư. Dạ. Tiếc quá, Trương Chi con tôi mới đi công chuyện một chút, nếu như tiểu thư đến sớm một khắc á thì sẽ gặp nó liền. Ba Mậu, đừng gọi con là tiểu thư nữa. Tiểu thư của con sai con đến đây đưa bức họa này cho công tử. Bức họa? Nhưng mà tiểu thư của cô nương là ai? Tiểu thư là con gái của quan thượng thư bộ lễ, tên gọi là Mỹ Nương. Hả? Con gái của quan thượng thư bộ lễ sao? Dạ, bức họa này là chính tay tiểu thư vẽ. Tiểu thư con mê tiếng sáo của Trương công tử, cũng như đã điều nghiên về thân thế và đức độ của chàng,
nên đã quyết định sai con đến đây báo với Trương công tử chọn ngày lành tháng tốt để đem lễ vật qua nhà. Và cũng xin đừng lo, nếu phụ mẫu bên đó chối từ thì mọi sự tiểu thư của con sẽ lo liệu. Đem lễ vật qua nhà sao? Dạ, mọi chuyện con đã nói rõ, xin đừng để tiểu thư của con đợi lâu. Xin phép ba mẫu. Trương Chi, con nghe hết rồi đó. Con thấy chưa, người ta thương thầm trộm nhớ con đến nỗi quả con đẹp quá nè, thấy chưa? Nhưng mà gương mặt trong hình này đâu phải là con đâu mẹ, nàng tưởng tượng quá rồi đó. Mẹ thấy cũng giống quá đó thôi. Thuyền của con nè, dáng của con nè, rồi mặt mũi lên hình thì cũng phải khác một chút chứ, đâu có y khu như vậy được con. Nhưng mà người ta gọi con là Trương công tử đó, mẹ nghe không? Đến khi người ta gặp dáng dấp con như vậy, rồi mặt mũi con như vậy, con nghĩ người ta sẽ... Cô hầu không gọi ý trung nhân của tiểu thư là công tử thì gọi bằng gì? Con đừng có câu nệ quá như vậy. Nhưng mà người ta là con gái của quan thượng thư đó mẹ. Con gái của quan thượng thư thì sao? Con không nghe mọi chuyện đã có nàng hậu thuẫn sao? Con không tới, người ta đổ bệnh tương tư thì tội lắm. Con gái quê cát mà đã phải cọc đi tìm trâu là đã tội lắm rồi. Con không đáp lại thì ê mặt đau lòng lắm. Không đâu mẹ, thôi có chuyện này mình tạm thời đừng có nói nữa, con phải đi đây. Trương Chi, nè, của con đó, con cầm lấy đi mà suy nghĩ. Con thử nghĩ coi, con còn có cơ hội nào tốt hơn như vậy nữa không? Con đâu có làm cái gì đâu, tự con gái người ta mê thích con. Con tính phụ bạc tấm chân tình này đến nhường nào nữa. Mình có giỏi quá không ta? Lỡ như chàng xấu thiệt rồi sao? Chắc không phải đâu. Ồ, mà ta quên mất nữa, không biết chàng có chịu đưa mối tới dạm hỏi không? Chàng có biết ta là ai đâu. Nếu chàng mà không đưa mối tới, ta làm sao mà sống nổi đây? Đã hơn một tuần trăng rồi mà không thấy gì hết hả? Chàng có đồng ý hay không á thì cũng nên cho ta biết một tiếng chứ. Tại sao trên đời này lại có người vô tình đến như vậy? Chắc người ta thấy không được hay là sao đó. Nhân duyên mà tiểu thư, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Ta nhớ tiếng sao của chàng quá.
con gái của quan thượng thư thì sao? Con không nghe mọi chuyện đã có nàng hậu thuẫn sao? Con không tới á, người ta đổ bệnh tương tư thì tội lắm. Con gái quê cát mà đã phải cọc đi tìm trâu á, là đã tội lắm rồi. Con không đáp lại á, thì ê mặt đau lòng lắm. Con thử nghĩ coi, con còn có cơ hội nào tốt hơn như vậy nữa không? Con đâu có làm cái gì đâu, tự con gái người ta mê thích con. Con tính phụ bạc tấm chân tình này đến nhường nào nữa? Làm yêu tiếng sáo của ta, chứ đâu phải yêu con người của ta đâu. Nếu ta gặp nàng, ta sẽ làm nàng thất vọng. Nhưng một tấm hình như vậy, nếu không có hồi âm thì nàng sẽ thấy bẻ bàng. Ít nhất ta phải có một lời từ giả. Không ăn đâu. Đã 2 tuần trăng rồi mà chàng không tới đưa mối vậy. Có khi nào chàng chưa về tới, hay là mẹ chàng quên nói với chàng rồi? Hôm đó ba mẫu nói chàng đi vài ngày rồi về, chắc chắn là biết lâu rồi. Nếu như chưa tới có nghĩa là không tới. Tiểu thư à, tiểu thư đừng có đợi nữa. Tại sao lại không tới? Có phải chàng không thích ta không? Chỉ vì ta là con gái của thượng thư, hay là chàng đã có người con gái khác rồi? Dạ, thì cái nào cũng có thể. Người ít ra chàng cũng phải cho ta biết ý của chàng là gì chứ. Như thế này ta còn muốn sống nữa? Tiểu thư à, ta muốn chết rồi. Tiểu thư, tiếng sáo đúng không? Tiểu thư, tiểu thư ơi, nhưng sao chàng lại thổi bài ca ly biệt này? Hay là đây là lời từ biệt giữa chàng và tiểu thư? Không phải, không phải đâu, em đừng nói bậy. Trường Chi, chàng ơi, chàng đừng đi mà. Trường Chi, tiểu thư ơi, hãy bình tĩnh đi tiểu thư. Phu nhân ơi, thưa hoàng ngự y, mị nương con tôi bị sao ạ? Ở đây không tiện, mời phu nhân ra ngoài. Dạ, mời. Dạ. Mời hoàng ngự y ngồi. Dạ, chẳng hay con gái tôi bị bệnh gì vậy? Dạ, bệnh này hiếm gặp lắm phu nhân. Hiếm gặp? Ý của quan ngự y là con gái tôi bị sao? Có chữa trị được hay không? Biết bao nhiêu lương y nổi tiếng nhất đất Kinh Kỳ này đều chịu thua hết rồi. Ngài là hy vọng cuối cùng của gia đình tôi đó. Cái này gọi là tâm bệnh. Nếu không tìm được đúng nguyên nhân thì thuốc tiên cũng cứu không được. Người cứ hao dần rồi đi thôi. Trời ơi, xin quan ngự y cứu giùm con gái của tôi. Chẳng hay tiểu thư có thầm thương trộm nhớ ai mà không tiện tỏ bày, hay có tình riêng mà bị ngăn cấm? Mị nương suốt ngày trong nhà thêu thùa vẽ tranh, học nữ công gia chánh, nó đâu có quen biết ai mà yêu với thương. Vậy phu nhân có biết chắc chuyện của tiểu thư không? Trong nhà này ai là người gần gũi tiểu thư nhất?
ta từ biệt nàng. Không biết nàng có hiểu lòng ta không? Ta phần hèn sức mọn, dung mạo xấu xí, làm sao sánh được cùng nàng? Sợ nàng không hiểu, là nói ta chê trách, khinh khi nàng. Ta làm như vậy có đúng không? Sao lòng ta nặng trĩu như này? Biết tới chừng nào ta mới gặp được một tấm tình lớn lao đẹp đẽ như vậy? Có phải ta đã đánh mất một tâm hồn tri kỷ? Cái gì? Ngươi nói là mị nương con ta thương thầm nhớ trọng thằng đánh dặm mà? Dạ không phải đánh dặm, mà là chài lưới trên sông á. Dạ chàng ta quả là có một tiếng sáo làm mê hoặc lòng người đó phu nhân. Ngươi nói tiếng sáo? À, có phải là cái đứa thi thoảng vẫn làm ồn trên khúc sông của nhà ta đó không? Mà tụi nó chưa bao giờ gặp nhau, sao có thể mê mệt như vậy được? Dạ cái đó gọi là sức mạnh của tình yêu đó phu nhân. Tình với chả yêu không ra làm sao hết. Mà sao ngươi không khuyên can nó? Dạ có, còn nói muốn hết nước hết cái luôn, mà tiểu thư đâu có nghe đâu. Tiểu thư còn bắt con đến tận nhà chàng ta, biểu chàng ta đưa mối đến nhà mình, mọi sự có tiểu thư lo liệu hết, mà chàng ta không có tới, nên mới xảy ra nông nổi như vậy. Cái gì? Kêu người đem mối tới? Dạ. Con ta bị mất trí rồi sao? Nhưng mà phu nhân ơi, con nghĩ cứ để như vậy hoài e là sẽ nguy cho tiểu thư lắm. Chi bằng phu nhân cho người mời chàng ta đến đây đi, cho tiểu thư gặp mặt một lần. Cái gì? Gặp mặt hả? Ngươi cũng bị điên rồi hả? Dạ không phải, con nghĩ bây giờ cứu người là trên hết, phải để cho tiểu thư bình phục lại đã. Với lại con nghĩ cái bệnh tương tư này thì bài thuốc trị tốt nhất là thực tế đó phu nhân. Cứ để cho tiểu thư gặp mặt người mà tiểu thư đã tô vẽ đi, biết đâu tiểu thư sẽ tự dở mộng thì sao? Còn nếu sau khi gặp nhau mà nó càng mê muội hơn thì sao? Dạ không sao đâu, phu nhân thủ đoạn khôn lường, lo gì mà không có cách chia rẽ hai người. Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Bình phủ thừa tướng cho lính mời con qua phủ. Dạ, kính chào phu nhân. Người chính là cái tên dân chài tên Trương Chi đó hả? Dạ. Dạ thưa phu nhân, hôm nay phu nhân sai người gọi tôi tới đây có gì sai bảo không ạ? Có thật ngươi là cái tên vừa chài cá vừa thổi sáo lại rong ruổi ngoài sông đó không? Dạ bẩm, chính là tiện dân. Vậy chắc là ngươi có nghe cái chuyện con gái của ta nghe tiếng sáo của ngươi thổi rồi sinh ra tương tư dương vấn chứ? Dạ bẩm phu nhân, tôi nghĩ đó chỉ là ảo tưởng thoáng qua thôi, cho nên bấy lâu nay cũng không dám qua làm phiền quý phủ. Ngươi nghĩ như vậy là đúng lắm, nhưng mà bây giờ con gái của ta nó đang đổ bệnh, phiền ngươi thổi một khúc nhạc quen thuộc cho nó nghe để nó tỉnh lại, rồi ta sẽ ban thưởng hậu hỷ cho. Dạ bẩm phu nhân, nếu như làm như vậy mà tiểu thư hết bệnh thì tôi sẵn lòng mà. Được, vậy ngươi ra ngoài đợi ta một lát. Dạ. Trời ơi, tưởng sao gương mặt thẹo rất là dị dạng. Tiểu thư mà nhìn thấy chắc chắn sẽ chết giấc cho coi. Cho nó chừa cái thói mơ mộng hão huyền đi. Ngươi phải cẩn mồm đó. Nàng chị ta mà tiều tụy thân xác tới mức này sao? Ta làm nàng đau khổ mất rồi. Thank you.
phải là chàng đó không? Trương Chi, cả ngày đêm mong ước được gặp chàng. Trương Chi, Trương Chi, Trương Chi, chàng quay lại nhìn ta đi. Lâu nay ta mơ ước đã được gặp chàng không? Hãy lại đây với ta đi Trương Chi. Trương Chi ơi, Trương Chi ở nhà đâu rồi? Trương Chi, Trương Chi. Mỹ Liên, con thấy sao rồi? Mẹ, con nằm mơ thấy Trương Chi. Con nằm mơ nghe tiếng sáo của chàng. Mẹ, tiếng sáo gần đây lắm đúng không mẹ? Con nghe tiếng sáo gần đây lắm. Dạ phải, bởi vì người thổi sáo đang ở gần đây. Tiểu thư tỉnh rồi, may quá. Chàng ở gần đây hả? Ừ. Chàng đâu mẹ? Chàng đâu? Chàng đâu? Trương Chi, tên sao này đúng là của Trương Chi rồi. Trương Chi là chàng có phải không? Trương Chi, chàng có biết bao lâu nay ta mong ước được gặp chàng hay không? Trương Chi, chàng có thể nào quay lại cho ta nhìn thấy mặt chàng không? Trương Chi, làm ơn đi mà, ta xin chàng đó, chàng quay lại cho ta nhìn thấy chàng đi. Trương Chi, Trương Chi. Mặt của ta chàng không giống như vậy. Mẹ, đây không phải là Trương Chi. Hắn thật không phải là Trương Chi. Mẹ đuổi hắn đi đi. Đi đi. Người đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi. Người không phải là Trương Chi. Đi ra ngoài. Đi mau. Mẹ. Mỹ Nương, Mỹ Nương. Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy? Tại sao lại cho tôi khuôn mặt xấu xí như vậy? Hả? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Đẹp không? Ta không muốn nghe tiếng sáo này nữa đâu. Ta nhức đầu lắm.
không biết sức khỏe của nàng đã đỡ chưa. Nàng có nghe gì không? Tiếng sáo của ta có xoa dịu cho nàng chút nào không? Cô Liên, cô cho tôi hỏi chút được không cô? Có chuyện gì? Sao anh lại ở đây? Không nghe phu nhân của tôi nói anh không được bén mảng lại gần nhà này hay sao? Tôi chỉ lo là sức khỏe của tiểu thư chưa có khỏe hẳn. Chẳng hay tiểu thư có nghe tiếng sáo mấy hôm nay? Tiểu thư của tôi bệnh thì nhà này thiếu gì thuốc quý. Anh đừng lảng vảng lại đây và cũng đừng thổi sáo nữa. Dạo này tiểu thư của tôi hay nhức đầu lắm, nghe tiếng sáo của anh lại nặng thêm. Thôi anh đi về đi, không thôi tiểu thư của tôi thấy anh lại chết giấc bây giờ. Nè cô Liên à, cô không, ta không tin nàng là loại người đó. Nàng hết lòng hướng đến ta, ta biết mà. Con à, cũng tại mẹ tham, chứ nhân duyên đó quả là vượt quá khả năng nhà ta. Mẹ làm sao mà làm mẹ chồng của tiểu thư thừa tướng được. Con như vậy thì làm sao mà làm rể của nhà quan quyền. Cái chuyện mê thích tiếng sáo chỉ là chuyện ngẫu hứng nhất thời của những người nhà giàu, ăn không ngồi rồi thôi con à. Không phải gì đâu mẹ. Nàng đẹp, tâm hồn nàng rất đẹp, nên mới hòa quyện được với tiếng sáo của con như vậy. Tội nghiệp con thôi. Thôi, trời cũng đã khuya rồi, mẹ vô nghỉ ngơi trước đi. Con muốn ngồi lại đây một chút, rồi con sẽ vô sau mà. Thank you.
Mị nương, Mị nương, nàng có nghe thấy không? Ta gửi đến nàng tiếng lòng của ta đó. Mị nương, Mị nương à. Giống thuyền của Trương Chi quá. Nhưng mà sao có vẻ thuyền lại trôi dạt thế kia. Cây này nè, cái cây này không biết tại sao mà nó mọc nhanh thật chứ. Mới đó mà cao to ghê thiệt. Tao thấy nó muốn hướng về phòng tiểu thư á. Nó che hết cửa sổ phòng tiểu thư, làm như không muốn cho ai nhìn vào á. Ê, chỗ này á là ngay cái chỗ mà xác của thằng thuyền chài nổi lên đó mày. Ngộ thiệt chứ. Tao cũng không hiểu nữa. Sao còn đứng đó? Không là làm dạ, đi. Phu nhân. Dạ phu nhân, cái cây này gỗ to mà đẹp lắm. Mình mà đem về làm một bộ ấm chén là đẹp lắm. Ủa, bộ nhà con biết chạm cắt gỗ sao? Dạ thưa phu nhân, nhà con làm mộc nổi tiếng ở cái làng này, phu nhân quên rồi sao? Được, vậy thì đem về làm đi, nhớ làm cho đẹp đó nha. Dạ. Nhanh lên. Tiểu thư. Tiểu thư sắp lên xe hoa rồi, lại được làm phu nhân của Trạng Nguyên nữa. Cảm giác của tiểu thư bây giờ sao vậy? Nói cho em nghe được không? Thì tới lực của ngươi thì ngươi cũng biết thôi, hỏi gì mà hỏi hoài. Tiểu thư làm em nôn quá. Tiếng sáo đó. À, của con của chị bếp á. Nó mới nhặt được cây sáo ngoài bờ sông nên cứ thổi suốt ngày vậy đó. Nhặt được sao? Dạ, chị bếp nói ngộ lắm. Con của chị không biết thổi sáo mà thổi vô cây sáo đó, tự nhiên ra nguyên bài nhạc luôn, y như là người ta in sẵn bài nhạc trong cây sáo vậy đó. Chẳng lẽ... Tiểu thư ơi, tiểu thư mệt hả? Em lấy trà cho tiểu thư nha.
Tiểu thư ơi, em mời tiểu thư uống nước. Cảm ơn em. Mị nương. Mị nương. Mị nương ơi. Mị nương. Mị nương. Mị nương ơi. Mị nương. Mị nương. Mị nương. Mị nương ơi. Mị nương. Mị nương. Mị nương ơi. Mị nương. Mị nương. Mị nương ơi. Mị nương. Trương Chi chàng ơi. Ráng lên. Ráng chút nữa. Ráng chút nữa. Ráng lên. Ráng lên. Ráng lên. Hít sâu vô. Hít sâu vô. Ráng lên. Ráng lên. Sắp xong rồi. Ráng lên. Ráng lên. Lại trời lại Phật. Vợ chồng con cũng lớn tuổi rồi, đi không biết bao nhiêu cảnh chùa mới sinh được mụn con này. Xin trời Phật thương cho trót, giúp cho mẹ tròn con vuông. Con xin mở kho phát chẩn, cứu giúp người cơ nhở. Ráng lên. Ráng lên đi bà ơi. Ráng lên đi bà ơi. Ráng lên. Ráng lên. Ráng lên. Ráng mạnh lên. Ráng lên. Ráng lên. Ra rồi. Ra rồi. Tôi ra rồi. Ông Tạ ơi. Ông Tạ ơi. Ông Tạ. Ông Tạ ơi. Ủa sanh, sanh rồi hả? Con tôi đâu? Ra hề gái vậy? Đây nè. Hả? Cái gì đây? Tại sao lại có chuyện này? Nhà tôi có tội tình gì chứ? Mau đem ra ngoài, đem đi, nhanh lên. Dạ, cha đừng có ném con. Hả? Con là con của cha mẹ mà. Dạ. Dạ ơi. Không lẽ đây là ý trời sao? Hỡi chàng đi học trên đàn, sao chàng lại ngắt lúa vàng nhà em? Hỡi chàng đi học trên đàn, sao chàng lại ngắt lúa vàng nhà em? Tiếng của ai nói vậy ta? Tiếng của ai vậy ta? Xung quanh đây có ai đâu ta? Rõ ràng tiếng nói phát ra từ hướng này mà. Lạ thiệt. Xung quanh đây chỉ có mỗi con cóc này. Vừa rồi có phải cóc nói không? Dạ, là em đó. Đám ruộng này của nhà em chín sớm, lại ở sát ven đường nên em ra đây canh lúa. Cóc biết nói hả? Cóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 17 tuổi. 17 tuổi? Mà chàng đừng gọi em là cô Cóc. Em tên là Ngọc Thiềm Thừ, con gái của ông bà Phú Hộ Nghĩa. Con gái của ông Phú Hộ? Tao có nghe qua. Được rồi, từ nay ta sẽ không ngắt lúa của Cóc nữa. Nhưng mà mỗi ngày Cóc đều ngồi đây phải không? Dạ, mà sao chàng lại hỏi vậy? Thi thoảng tôi ghé ngang đây nói chuyện với Cóc được không? Dạ, canh ruộng buồn lắm, có người trò chuyện thì còn gì bằng.
Vậy được rồi. Giọng nói của Cốc không, Cốc thiềm thừ hay lắm. Thôi, ta đi học nha. Dạ, chàng đi học vui vẻ. Giọng mình hay thiệt sao? Chàng ơi, dậy đi, ráng chút nữa đi. Buồn ngủ thì chàng rửa mặt, mai thầy khảo bài này mà thuộc, chẳng phải chiếc nghiên mới thầy thưởng là của chàng sao? Thiêm Thư, nàng tới rồi sao? Mà nàng còn biết cả chuyện thầy thưởng nghiên mới nữa. Chàng thấy không, làm thân cốc cũng có điểm hay đó chứ. Đến được mọi nơi mà không ai biết mình đang ở đó. Vậy là nàng theo ta tới lớp hả? Thiếp còn biết các bạn đố chàng làm quen với nàng Hồng, con gái triều quyền mới bổ về nữa. Ta không thèm. Các nàng con quen, không đổng đảnh thì làm cao. Bên ngoài thì hồng hồng tía tía, loè loẹt, còn bên trong thì rỗng tuếch. Lũ bạn học cũng vậy nữa, lúc nào cũng chăm chăm khích người. Ta thích nói chuyện với Thiềm Thư vui hơn. Thiệt sao? Thiệt mà. Nàng có muốn cùng ta vào lớp không? Ta có bạn để trò chuyện, khỏi bị ai quấy rầy. Ta sẽ bỏ nàng vào tay nãy, không ai biết được đâu. Nếu đem tiếp theo thì chàng phải thuộc bài, lỡ thầy khảo mà chàng không thuộc, thiếp cười cho đó. Được rồi, thì học còn biết dọa cả người ta nữa. Thiếp còn biết mét thầy nữa đó, chàng sợ chưa? Ta sợ rồi. Thì học nè, ta học đây. Mà nàng về ngủ đi, khuya lắm rồi đó. Thiếp không phải lên giường đúng giờ giống như người, chàng đừng lo. Nếu khát nước thì cứ nói, thiếp sẽ đem tới cho chàng. Nàng nhỏ bé như vậy, ly nước còn lớn hơn nàng, làm sao mà nàng khiến nổi. Phải chi nàng có phép thuật biến thành người thì hay á. Thiếp không có phép thuật gì, nhưng lấy nước cho chàng á thì thiếp lấy được. Chàng học đi, nước có liền đây. Được rồi. Làm sao mà cái chén này còn lớn hơn cả nàng? Làm sao mà nàng có thể bưng lên đây được? Có việc đem nước cho chàng mà làm không xong thì thiếp vô dụng mất rồi. Nói chàng hay, tuy là phận cốc nhưng việc nhà thiếp đỡ đần cho cha mẹ hết đó. Thí dụ nàng có thể làm được những gì? Thiếp có thể quét nhà, đuổi gà, xây lúa nữa. Nhất định nàng phải có phép thuật mới làm được những việc đó. Nếu mà có phép thuật á thì thiếp đâu có phải ngồi trong bụi mà xin chàng đừng ngắt lúa. Những việc người làm nhanh thì thiếp làm chậm, tích tiểu thành đại, từ từ cũng xong. Thôi, chàng uống nước đi, rồi còn học bài nữa. Được rồi. Nàng á, càng lúc lại càng làm ta tò mò. Lạ thiệt đó. Ta thấy ta mới tin.
Nàng bé xíu như vậy làm sao mà sấy lúa? Bạn bè gì lại thách nhau như vậy chứ? Không phải đêm qua chính mắt chàng thấy em đem nước cho chàng sao? Thực ra lúc đó ta sơ hở nên không thấy được nàng làm. Để coi, có phải nàng làm ta mê đi rồi kêu các bạn cóc của nàng lại để giúp chứ gì? Xấu chưa? Không lẽ chàng nghĩ thiếp là phù thủy gây mê thiệt sao? Tại ta vẫn cứ thấy lạ. Được rồi, bữa nay vô lớp nàng thử lấy đề bài của thầy cho ta coi trước, mà thầy không thấy thì ta mới tin là chuyện gì nàng cũng có thể làm được. Nè nè, ai lại chơi ăn gian như vậy chứ? Lỡ mà thầy bắt được phạt thiếp thì sao? Thôi, đề nào thầy ra mà ta làm không được, nhờ nàng đi qua ép ta học bài mà bây giờ thuộc như cháu hết. Không lẽ thằng này nó học quá riết rồi nó khùng luôn mày? Sao tự nhiên cười cười nói một mình thấy ghê quá vậy? Tao biết ha, thằng đó trước sau gì cũng bị điên hà. Học gì mà học hoài, lúc nào cũng học. Mà nó học á, nhiều lúc tao thấy tao ngại luôn á. Sao? Bà ba má tao cũng kỳ dễ sợ, tự nhiên đem tao ra so sánh với nó. Mà bực bội gì đâu, nó là nó, tao là tao, sao mà đem ra so sánh được, đúng không? Ê, cái đó á, người ta kêu là mắt thằng bố đó mày. Không đâu, tao thấy nó tỉnh lắm. Nó cười, rồi đối đáp như đang nói chuyện với ai. Thì đó, nếu mà nó không biết nó nói chuyện với ai thì nó mới bị khùng. Biết đâu nó đang nói chuyện với người cõi âm. Gì? Mấy người đó lộ đề cho nó biết. Hả? Cái này hay rồi nha. Nếu đúng vậy mình phải ép nó nói cho mình biết cái đề bị lộ chứ. Cái gì vậy? Đúng, đúng rồi đó. Ép nó cho mình biết đề chứ học nhiều mệt lắm á. Đúng không? Đúng rồi. Vậy thì mình đi. Giờ đi. 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 Hai bay đâu vậy? Tìm nó chứ đi đâu. Tao phải đi trước chứ. Cái thằng này. Nè nè nè, đợi tao với. Tao chỉ coi. Cho nên mới nói chính nhân quân tử phải là người hành đạo, chứ không thể ngồi đó bưng tay bịt mắt mà nói suông. Giỏi. Giỏi lắm. Hay quá ha. Giọng văn rất khí phách, lại uyển chuyển mượt mà. Cái này là của con. Trời ơi, cũng tại lộ đề cho nên nó mới hay vậy đó chứ. Dạ. Anh ta học giỏi quá. Con đội ơn thầy ạ. Tôi phải phấn đấu học giỏi mới được đó. Trò đổ. Dạ. Con đọc bài của con cho thầy nghe. Dạ. Thưa thầy, con xin luận về hai chữ nhân tâm. Thưa lần thầy, nào cũng là nó. Nhân chi sơ tính. Vậy thôi có nhiêu quà, chúng ta đưa luôn lần đi. Khẩu thi thố chi cho nó mệt. Khi còn thơ, cha mẹ là người đun đúc cho ta để hình đúng thành là thầy thiên vị mà. Khi trưởng thành, bước ra ngoài thì xã hội quà của nàng đó. Sao là của thiếp được? Công chẳng thức đêm qua mà. Nếu hai công chữ nàng ép ta, công ta chấm dĩ. Hai ta bà liên thủ mọi thứ đều thành công. Chữ tâm trong nhân tâm là tính thiện. Phải nói chàng là một người học rất hay, thức một đêm mà học nguyên một cuốn kinh luôn. Từ đó giờ ta chưa từng thấy ai học giỏi như chàng. Chắc chắn sau này chàng sẽ thành danh. Thôi nếu mọi người trong xã hội đều là những nhân tố tốt như vậy, há chẳng phải xã hội sẽ thanh bình lắm sao? Thưa thầy, con xin hết. Hay lắm. Ê, chúng tao mày. Ê, kệ mày chứ. Rồi đi chứ coi, làm gì đi lẹ. Mày cứ mệt quá. Gió mát quá. Học suốt đêm qua mà bây giờ vẫn cảm thấy sảng khoái nhờ nàng đó. Từ ngày có nàng bầu bạn, ta cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Cảm ơn nàng nha. Nhưng cũng phải tới lúc chàng lấy vợ. Tới chừng đó thiếp đâu thể bầu bạn với chàng mãi được. Ta không lấy vợ, cứ như bây giờ đi, ta cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Không ai hiểu ta bằng nàng, chăm sóc ta chu đáo bằng nàng. Nhưng ta vẫn không hiểu nàng nấu nướng bằng cách nào mà tươm tất, cơm lành, cánh ngọt, nhà cửa tinh tươm. Còn quần áo của ta nè, lúc nào cũng thơm phức, gọn gàng và sạch sẽ. Nàng còn gì giấu ta chăng? Thôi, mình nói chuyện chàng lấy vợ đi. Không, ta đã nói là không nói chuyện đó mà. Đó, thấy chưa? Vậy mà đứa nào hô tao là mắt quán gà. Quán gà. Ai ngờ nó học giỏi mà nó khùng dễ sợ. Sao vậy? Thì ta hỏi mày nè, người nó không chịu chơi mà nó chơi với con cóc. Đúng rồi. Mà nó nghe nè,
ba đứa mình là người, mà nó không chơi, nó chơi với con cóc. Không lẽ nó nói ba đứa mình không bạn con cóc luôn? Đúng rồi, đúng rồi. Thằng láo, tức. Sao tức vậy? Thôi, đừng có tức. Ê, hình như tao biết con cóc đó mày ơi. Gì? Mày biết hả? Nó là con gái của vợ chồng ông Bá Hộ Nghĩa, mà nó biết nói tiếng người đó mày. Ha, hình như nó là con thừ đó mày ơi. Đó, nó đó. Ủa, mà sao nhìn thấy ghê quá vậy mày? Dù sao á, nhìn con cóc cũng thấy gớm phải không? Mà bây giờ nó để trên tay vậy á, không lẽ cái thằng này nó nghèo quá, không có cô gái nào theo, rồi nó đi yêu con cóc? Mày muốn biết không? Muốn. Muốn không? Muốn. Muốn thì mình đi. Đi. Đi mày. Đi. Tới cây đa chàng cho em xuống nha, chứ để bạn bè nhìn thấy cười chàng chết đó. Có gì đâu mà cười, ta chẳng sợ gì hết đó. Các anh làm gì ở đây vậy? Ê Tâm, mẹ tao ở nhà đang tìm con cóc nhồi thuốc để cho thằng cháu tao uống trị bệnh đó dầm đó mày. Mày cho tao con cóc đó đi. Không được. Sao không được mày? Mày á mà chơi với con cóc á, nó xịt mũ ra là bị cùi tai luôn. Cùi đó mày. Đó là chuyện của tôi. Đây không phải là cóc, đây là thiềm thừ bạn của tôi đó. Bạn mày. Ê, đây rõ ràng là con cóc mà. Mày đừng có nói với tụi tao là mày thương con cóc nha. Mấy anh làm ơn tha cho hai đứa tôi đi, tụi tôi có làm gì mấy anh đâu chứ. Thiềm thừ kể tôi nói đi. Ê, gì vậy? Mày nghe nó nói gì chưa? Nghe. Mày đang nói tụi tao đó hả? Mày muốn tụi tao tha cho mày và chàng Tâm của mày đó hả? Vậy thì con cóc này và mày, nói đi, hai đứa bay đang quen nhau thì tao tha cho. Không phải mà, đừng có chọc ghẹo chàng nữa, tội chàng lắm. Hai đứa bay nghe gì không? Nói kìa. Thôi mà, đừng có chọc chàng, tội giống nghiệp chàng lắm. Nghe như là phu phụ bên nhau vậy ông bạn. Mà mày á, mày đừng có nói là mày thương con cóc rồi nha, mày khùng quá à. Ừ đó, tôi phải lòng nàng đó. Rồi có sao không? Cái gì? Phải lòng hả? Trời, người mà thương cóc kìa, nó bay con kìa. Mày khùng quá à. Trời, người mà thương cóc. Người mà thương cóc mày ơi. Mày khùng quá. Người mà thương cóc kìa. Khùng kìa. Bỏ thiếp xuống đi, mà chàng không chịu nghe. Chàng nói vậy chi cho bị chọc thêm. Ta nói vậy bởi vì ta tính nói với nàng từ lâu rồi, mà không biết phải mở lại làm sao. Chàng nói thiệt sao? Ta xin lỗi, ta không đủ can đảm để ngỏ lời với nàng. Nếu mà nàng không chê ta học trò mặt trắng thì xin được kết nghĩa trăm năm cùng nhau. Nàng đồng ý nha. Thiếp là phận cóc xù xì xấu xí, được chàng đoái thương, sao dám chối từ. Từ nay xin nâng khăn sửa túi, giúp chàng ăn học thành tài. Như vậy thì còn gì bằng. Con nói sao? Con bảo ta phải hỏi cho con một con cóc gì làm vợ hả? Dạ thưa thầy, con mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên xin thầy giúp con. Tuy là nàng đội lớp cóc, nhưng mà nàng dán khéo, biết cảm thông hơn mọi người con gái mà con từng gặp. Đè nặng mày. Trời ơi, có đẻ. Gì vậy? Dạ thầy. Con nói thầy nghe nè, cái thằng này nó dám lừa gạt thầy á. Dạ đúng rồi thầy. Con cóc á là hơn tất cả những cô gái mà nó đã từng gặp. Như vậy là rõ ràng á hả? Nó trọng cóc hơn người đó thầy. Dạ đúng rồi thầy. Nàng là thiềm thừ chứ không phải là cóc. Các trò làm gì ở đây? Dạ tụi con chỉ muốn cho thầy biết là thầy đừng có bị gạt thôi. Không lẽ thầy tính giúp nó sao thầy? Đã là duyên trời định thì làm sao mà ta cản nổi. Đã là huynh đệ đồng môn, các con cũng về để lo cho bạn mình một cái đám cưới.
đàng hoàng tử tế. Hả? Tao uống không quen nên hơi mệt. Còn tân nương của ta thế nào? Có mệt lắm không? Thiếp chỉ ngồi trên vai chàng thôi, có gì mà mệt chứ. Chàng thay áo ngủ đi. Đêm nay là đêm đầu tiên của hai ta, làm sao mà ta ngủ được? Hay là mình cứ ngồi như vậy trò chuyện tới sáng, nàng thấy sao? Thiếp là phận cốc, không thể cùng chàng hưởng lạc thú trần gian. Chàng có giận thiếp không? Lạc thú nào bằng có người tri âm ở bên cạnh. Nàng đừng bao giờ băn khoăn về chuyện đó, ta hạnh phúc vô cùng. Thôi chàng ngủ sớm đi, để ngày mai còn đi học nữa chứ. Này thiếp thật là may mắn vì gặp được một người trọng tình trọng nghĩa như chàng. Chàng không ham những thú vui tầm thường, thiếp hứa sau này sẽ đền đáp chàng xứng đáng. Chào bông đệ. Chào Tam. Chào các huynh. Chào Tâm. Sao lạ vậy? Nói nghe, chuyện lạ lắm. Trời ơi, lẹ lên. Thấy nó sao sao á mày. Sao là sao? Nó cười hoài à. Tao thấy cái mặt nó kỳ kỳ á. Cái mặt nó có vẻ mãn nguyện lắm, đúng không? Ủa có chuyện gì vậy? Không lẽ đêm tân hôn nó mãn nguyện vậy sao ta? Thấy nó vui lắm á. Hồi nãy nó vui lắm, mày thấy cái mặt nó không? Nó lấy con cóc làm vợ mà nó làm như ngon lắm vậy. Mặt nó cứ căng ra, nói mới nhớ, tức thầy ghê. Tự nhiên bắt mình đi bưng quả. Ê tụi bay, nghĩ coi có cách nào làm cho nó một vố, cho bỏ ghét không? Thấy mắt tao chưa? Ghê chưa? Đang suy nghĩ đó. Thấy. Suy nghĩ ra chưa? Ghê chưa? Ghê. Sao? Tao đang suy nghĩ kỹ hơn. Lâu vậy. Ra rồi. Sao? Sao? Hình như là sắp tới á, là đám giỗ ở nhà thầy. Đúng rồi. Sao? Tổ chức cuộc thi nấu ăn. Hay quá. Mà chỉ dâu lớp mình thi thôi. Mỗi bà vợ của tụi mình nấu một món ăn độc lạ dâng cho thầy. Nhớ nghe, không cho người nào á thay thế vô nó ăn giùm luôn nha. Đúng rồi. Ngon nhất á thì thưởng, mà dở nhất hoặc không làm thì sẽ bị phạt. Hình phạt là gì? Đó chính là chẻ củi gánh nước cho nhà thầy nguyên một tháng luôn. Cao kiến. Thì sao mấy huynh thấy sao? Hay. Để coi con cóc nó sẽ làm sao. Sao thì sao? Thì lúc đó hả, nó cắm đầu nó chui xuống đất chứ làm sao. Ủa vậy con cóc nó ăn cái gì ta? Nghĩ thử coi. Ăn ruồi ăn mũi chứ ăn gì. Ăn ruồi ăn mũi. Nó sẽ dọn ruồi dọn mũi trong nhà thầy. Thì nó ăn. Trời. Hay quá.
có chuyện gì mà thấy chàng có vẻ lo buồn vậy? Ngày mai nhà thầy có dỗ, mọi người tổ chức nấu ăn, ai cũng đưa vợ tới. Tưởng gì, chưa nấu ăn thì thiếp cũng không đến nỗi dùng về lắm đâu. Chàng đừng lo, sáng mai chàng cứ đi học đi, trưa về đây là có thức ăn cho chàng mang đi thi. Trưa mai vậy là có. Chàng cứ yên tâm đi, thiếp làm được mà. Các chị nhà bên các Quỳnh nấu gì vậy? Còn á, bà nhà của đệ á, đang nấu các món ngon vật lạ. Ta nói cái mùi thơm của nó thì bay tới cuối sớm luôn á. Vợ của Quỳnh á vốn là thợ nấu ăn, cho nên đã lo củi lửa bếp nút từ tối hôm qua rồi. Cũng chả biết nem công chả phụng gì mà công phu như vậy. Còn vợ của Quỳnh sao rồi hả? Vợ Quỳnh sao? Nói cho mấy Quỳnh biết á, bà xã của tôi á là bà con với dì hai, con của ông cả đội, em của ông cố ngoại vợ của tôi. Là ai? Là ai? Là bà con xa của tôi. Trời ơi, biết làm gì không? Người ta là đầu bếp chuyên nghiệp, chuyên nấu ngự thiện cho nhà vua. Nè, nội cái chuyện á mà đi học về nấu ăn thôi là đã là một cái kỳ nhông rồi, chứ đừng nói chi tới việc trang trí cầu kỳ. Ủa, kỳ nhông là cái gì vậy? Nội cái chuyện nấu ăn thôi đã là một kỳ công rồi, chưa nói tới cái chuyện bày trí đẹp đẽ. Nhiều khi tôi nhìn á muốn hoa mắt luôn cơ. Chào các huynh, sao chưa vào lớp? Lại đây, từ từ. Tâm. Huynh sao rồi? Bà xã không phải người chắc dâng cho thầy món độc lạ lắm ha. Dạ cũng bình thường thôi huynh ạ. Bình thường. Ủa vậy không lẽ để không biết bà xã để nấu món gì sao? Bà xã để nói bếp nút là chuyện của đàn bà, đàn ông mình không cần quan tâm. Rồi bảo để cứ đi học đi, mọi chuyện cứ để cho nàng lo, cho nên để cũng chẳng biết nấu món gì hết. Để nói chuyện mà để không chịu nhìn thẳng vào mặt ta, vậy ý để nói là hả, bọn ta là đàn bà vì đang lo chuyện nấu ăn phải không? Đúng không? Không, thực sự là để không có ý đó. Không có ý đó chứ sao? Ê khoan, mày nè, mày cắn đi. Kệ nó đi, sắp tiêu rồi. Mà thôi, kệ nó đi mấy Quỳnh ơi. Bây giờ á, Quỳnh để mình sắp được có chuyện lạ rồi. Cốc nấu ăn, chuyện hay quá phải không? Cốc nấu ăn. Đi vô. Sao đi vậy? Tao cài bài cũ không? Trời ơi. Sẽ không làm chàng thất vọng. Thưa thầy cô, mọi món ăn của tụi con á đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và bây giờ con xin phép mời thầy với cô đến nếm thử để cho tụi con kết quả. Con xin cảm ơn. Cảm ơn các trò. Dạ. Thank you.
Dạ, mời thầy, mời cô. Mình thấy sao? Món này khéo nhất, vừa ngon, vị lại lạ. Mình nói đúng. Dạ. Ngon lắm. Con đợi ơn thầy cô ạ. Vợ chồng ta xin cảm ơn vợ chồng các trò đã tâm huyết nấu lên những món ăn rất là ngon để đãi vợ chồng ta. Và ta tuyên bố món ăn ngon nhất ngày hôm nay là món ăn vợ chồng tâm nấu. Đây là món ăn rất ngon, vừa ngon lại vừa lạ. Bây giờ xin mời các trò tới, mỗi người nếm một miếng xem coi ta nói có đúng không. Con tin đâu? Con đội ơn thầy cô à? Dạ thưa thầy, con cũng không tin đâu thầy. Mời Quynh. Sao Quynh? Ngon thiệt mà. Thằng này nó ăn gian, nó nhờ ai nấu chắc luôn. Đúng rồi, ta phải tới nơi tới chỗ coi nó nướng ra làm sao. Chúng ta sợ hở quá, thiệt là tức không chịu nổi luôn mà. Ba bà vợ của tụi mình á toàn là thứ dữ không à, vậy mà đi thu một con cóc. Nhục quá nhục. Đứng lại. Sao vậy? Đi chóng mặt quá. Tôi cũng vậy. Thằng này đi xuống. Tao nói chuyện với mẹ ở trên tao bỏ cỏ lắm biết không. Bất ngờ quá. Bất ngờ cái gì? Nhìn đi, tao đẹp, tao có quyền. Thật ra không có gì là nhục hết. Thua keo này, ta bày keo khác. Làm sao mà con cóc nó hơn con người cho được. Vậy Quynh có cao kiến gì không? Không. Sao kỳ cục vậy? Hai Quynh thấy mặt tôi ghê không? Ghê. Ghê rồi hả? Đang suy nghĩ đó. Xong chưa? Suy nghĩ ra chưa? Sao? Ta đang suy nghĩ kỹ hơn. Ủa, kỹ sống vậy? Đâu vô đâu vậy? Sao hả? Nè, ta nói với các Quynh nghe. Bây giờ chúng ta chỉ còn một cách. Chuyện gì vậy con? Dạ con bẩm thầy. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là mình tới rằm tháng chạp rồi đó thầy. Đúng rồi. Dạ thưa thầy, đó cũng là ngày sinh của thầy. Đúng. Tụi con tính năm nay xin thầy cho tụi con thi dán khéo mấy bà vợ của tụi con. Ai mà mai cho thầy một bộ đồ đẹp vừa dặn nhất thì sẽ được thưởng. Thầy đồng ý với tụi con nghe. Thầy rất muốn không đồng ý. Thầy ơi, sao vậy thầy? Ta biết ý định của tụi con, ta thấy vô ích lắm. Không, con đâu có ý định gì đâu. Thật ra con tổ chức ra cho vui thôi à, chứ thắng thua không có quan trọng thầy. Thầy, cho tụi con thi đi thầy. Vậy sao? Nếu thua thì chắc có lẽ sẽ không thi thố gì nữa phải không? Sao mà thua được thầy. Thật ra vợ con là một người mai giá dẫu nhất cái vùng này luôn. Đã vậy mấy bà vợ của huynh đệ á, tài nghệ cũng không kém cạnh gì hết trơn á. Thầy cho tụi con thi đi, không có thua đâu. Được rồi, nếu các con đã muốn thì ta sẽ đồng ý. Dạ, nếu thầy đồng ý á thì sáng mai mấy bà vợ của tụi con tới, thầy nhớ cho mấy bà vợ của tụi con đưa đi cho thầy nhé. Thầy. Con cảm ơn thầy. Thưa thầy, con về. Con về ha. Con về cả thầy. Ừ.
Trời ơi, Quỳnh nói cho hai đệ biết á, nhiều khi Quỳnh tự nhiên cảm thấy á, phải tự khâm phục cái tài năng của mình luôn. Chỉ có việc nghe qua những lời nói của Quỳnh thôi là thuyết phục được thầy cho mình tổ chức cuộc thi dán khéo. Để tin không? Để tin không? Trời ơi, hay quá. Để tin không? Để tin không? Thì không quên. Thiệt. Trời ơi. Vậy là chuyện này thằng Tâm nó không thua cuộc. Thì để đi bằng cái đầu này mới quên. Cấu thì làm sao mai đồ được. Khuya rồi, đừng có cười lớn. Thầy la đó. Bây giờ vậy nè, hai đệ đi qua báo tin cho thằng Tâm đi, để xem coi con cóc nó mai đồ bằng cái gì. Nhỏ nhỏ thôi. Thầy la đó. Vậy thôi, Quỳnh về trước. Kính thưa thầy, trong cuộc thi này thì tất cả các bà vợ của tụi con sẽ mai cho thầy một bộ áo thật đẹp. Vì vậy con xin mời thầy ra đứng đúng vị trí để giờ con đo. Cảm ơn thầy. Rồi, đo trước đi. Dạ chào thầy. Chào con đo. Dạ 5 tấc. Vòng ngực 5 tấc. Vòng mông 5 tấc. Nói tóm lại 3 vòng bằng nhau. Trời ơi. Bà giỏi quá bà. Bà, tới bà kìa. Em đo xong rồi, đã biết chiều dài và chiều ngang. Em đo xong rồi. Vợ. Hả? Vợ nói cho chồng biết đi. Sao? Vợ đo bằng cách nào vậy? Từ từ, để tôi trổ tài cho ông coi. Chồng tin vợ. Dạ, em xin được mạn phép với thầy. Thầy giang tay ra đi thầy. Kiểu mới nha. Một, hai, ba, bốn, năm. Vòng ngực, vòng mông, dạ xong rồi thầy. Dạ cảm ơn thầy. Mình à, bây giờ phải đo làm sao bây giờ? Còn vợ trò Tâm, sao không đo đi? Dạ thưa thầy, vợ con đã đo xong rồi. Gì? Cái gì? Đo xong rồi. Dạ. Vợ con chỉ cần đo bằng mắt là xong mà. Hả? Đo bằng mắt? Nó đo bằng mắt. Vậy nó bài bản gì ta? Bằng nước giải cốc. Quỳnh hả? Chuyến này là tiêu con cốc rồi. Đúng là mưu sâu kế độc. Quỳnh giỏi thiệt. Cốc quá khen quá khen. Làm sao mà nó có thể địch lại thợ may của hoàng cung, con cháu tổ tiên của bà Tơ Lụa. Đúng không nè? Đúng vậy. Nàng ơi, nàng đã may đồ xong chưa? Chiều nay là mừng tuổi thầy rồi đó. Đẹp quá. Dạ thầy, vợ con may đồ có đẹp không thầy? Thấy sao thầy? Vợ con đã phải thức trắng mấy ngày mấy đêm để may đồ cho thầy đó thầy. Cái gì? Vậy mà đẹp hả? Coi kìa, cái tay áo che luôn cái tay của thầy. Vậy rồi sao thầy chấm điểm? Ừ, nhưng mà vẫn đẹp mà. Cái gì? Còn lâu mới đẹp. Còn cái áo này bề ngang kìa. Trời ơi, rộng quá trời rộng luôn đó thầy. Xấu quá à. Trời ơi. Trời Nghĩa. Dạ. Vợ của Trò mai sao mà nó không nghi ngắn gì hết trơn. Không biết gài nút ở đâu luôn á.
Dạ chắc tại bữa đó vợ con nó bị say nắng đó thầy. Trời ơi, méo xẹo với sọ hết trơn à. Trời ơi, chẳng những không biết may mà đã vậy còn không biết chọn màu nữa. Cái màu đen này nè thầy, nó không có hợp với phẩm chất thanh cao của thầy. Thầy, cái màu vàng này nè của vợ con chọn cho thầy á là thể hiện cái sự quyền quý. Thầy mà mặc vô á, con nói thiệt mà thôi, con không nói nhiều gì vợ con nữa đâu. Thầy, thầy bận vô thử đi thầy. Thấy chưa? Trời ơi, sang trọng quá, quý phái. Đẹp quá trời luôn á. Quá trời đẹp luôn á. Mà sao quần ống tắp ống cao vậy Quỳnh? Đúng rồi. Sao vậy? Sao vậy Quỳnh? Kỳ quá. Thầy vợ của Quỳnh á là người học xa trông rộng, thì mai đồ của kỳ này mà tính cho kỳ sau. Mùa lũ sắp tới rồi, cho nên ngắn như vậy khỏi cái quần lên cái quần xuống. Trời ơi, mai đồ mà tính luôn tới mùa lũ kìa. Trời ơi, sao trò mai sao mà áo tôi gài nút không nổi luôn á, không biết đường đâu mà gài luôn á. Còn quần thì ống cao ống thấp, áo thì ngắn ngủn à. Chắc tại thân hình của tôi nó không được đẹp cho nên vợ các trò mai nó không được vừa dặn. Dạ không có đâu thầy, tại vợ con nó mai không đẹp chứ không phải là thầy xấu đâu thầy. Vợ của trò sáu là nổi tiếng mai khéo nhất vùng này á. Vậy mà mai còn không được á. Để ta thử coi vợ của trò tâm mai làm sao, để coi cô thiền thự đo bằng mắt như thế nào ha. Dạ thưa thầy. Vợ huynh là giỏi nhất cái vùng này mà mai cho thầy còn không vừa ý nữa, huống hồ gì đo bằng mắt. Rất là đẹp. Quỳnh đi Quỳnh, thiệp thự mai đó. Đây là bộ đồ vừa dặn nhất cho ta. Một lần nữa trò tâm đã thắng cuộc. Thầy chúc mừng. Ta cũng xin cảm ơn các con. Dạ, con đội ơn thầy ạ. Thiệp thự mai đó. Sao, các con thấy sao? Dạ thì thấy vừa. Có đẹp không? Dạ đẹp. Chàng ơi. Ta đây chứ. Ta chỉ ra ngoài hóng gió một chút. Chàng đang có việc gì lo nghĩ lắm phải không? Có việc gì sao chàng lại giấu thiếp? Vợ chồng mà. Hay là thiếp có làm gì không phải với chàng? Không không, làm gì có chuyện đó. Chỉ có điều. Điều gì? Chàng nói đi. Tụi bạn anh nói chơi ác quá. Sao? Mấy bạn chàng lại bày ra chuyện gì nữa hả? Các huynh ấy diễn cớ là Tết đến rồi, rồi nhân cơ hội mùa xuân bày ra chuyện xin thầy cho thi vợ đẹp. Hẹn chiều mai mỗi người phải thân hành đưa vợ tới cho thầy chấm giải. Bắt nàng thi nhan sắc với họ, đúng là họ muốn hạ nhục ta mà. Chàng đừng lo, thiếp sẽ tới. Dù là xấu xí nhưng không đến nỗi không sánh được với người đâu. Con còn thấy người đẹp kìa. Ta nói cho các huynh đệ biết cái tình hình á. Cái gì? Đó là hai vợ chồng của chúng ta đã thua hai vợ chồng nó hai lần rồi. Đúng rồi đó. Mình là đàn ông là phải để thù nằm ở trong. Trời ơi. Ê, vợ chồng Tâm kìa. Đâu? Phải không? Đúng rồi. Đâu? Vợ chồng nó hả? Mà nếu thù này không trả là mình không phải là đàn ông. Đúng. Trước khi rồi mình trả thù nó, mình phải chọc nó một trận cho nó quê chơi. Nó mất tinh thần khỏi phải thi luôn. Đúng rồi. Đi. Một hai. Đi. Ê Tâm nè. Đi. Lẹ lẹ. Lùi về. Ê, con cóc mà cũng bày đặt đòi thi gia nhân hả?
đúng là chuyện lạ thiệt á. Đâu có sao. Đúng là không biết thân biết phận. Trời, đổ móc mà trời mắm son. Bởi vì ta nói ta, đâu có ai đuôi như là nó đâu, đúng không? Còn không gì nữa. Nè 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 nè, bây giờ mày thấy là mày thua rồi. Chúng mày cứ hỏi làm sao. Chúng mày làm sao rồi? Lần này làm sao mà bá thắng được tụi mình? Mấy quân quá đáng vừa phải thôi. Ê tụi bay ơi, con cóc kìa. Ừ thấy ghê quá à. Đúng rồi đó, cóc mà cũng đi thi người đẹp kìa. Cóc mà đòi đi thi người đẹp là chuyện hiếm có nha. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Có gì đi. Nhanh lên đi. Đi. À, chào em với. Thiệp Thư à, ta thật sự xin lỗi nàng nhé. Bắt nàng đi thi như vậy thiệt là thiệt thòi cho nàng quá. Chàng đừng lo, chàng đợi thiếp một chút. Chàng ơi, cô lại à, thiếp là Thiềm Thự, vợ của chàng nè. À, chàng sao vậy, chàng không nhận ra giọng thiếp hả? Đúng là Thiềm Thự rồi. Cô vợ của ta, nàng đẹp lắm. Ai vậy mà mập dễ thương quá trời luôn. Mập vậy kỳ cục con nít quỷ hả? Ơi cái kẹp biết đi biết đi nè, đẹp đẹp quá tùng cái đẹp vậy mà kêu ốm hả? Trời ơi, ốm sợ luôn á. Coi vợ tôi kìa. Đó. Trời ơi, cái gì vậy? Mấy cái người này không biết thưởng thức gì hết. Ủa mà sao anh Tâm với cô vợ cóc chưa tới vậy? Sao mà nhắm tới? Quay quá, nên trốn luôn rồi. Chứ còn cái gì nữa. Lần này là nó thua chắc rồi. Bỏ cuộc, làm tiệc đãi hết tụi mình đó. Tiệc gì nữa mà tiệc, chắc chắn là nó bỏ thi luôn rồi. Trò Tâm tới rồi kìa ông. Dạ thưa thầy. Ừ. Thưa cô, con đã tới. Kìa Huynh, Huynh tới rồi. Vậy vợ của Huynh đâu? Sao không vô ra mắt thầy cô với mọi người ở đây đi? Bỏ cuộc thì cứ nói, về nhà làm bữa tiệc, tạ lỗi với tụi này sẽ tha lỗi cho. Đúng rồi đó. Trừ tạ lỗi hay là trừ mừng thì còn phải chờ coi. Để coi. Mình ơi, vô đây. Cô đẹp quá.
chào thầy, con chào cô. Không được thầy ơi, nó đang gian rồi đó thầy, nó thế người thi đó thầy. Dạ đúng rồi thầy, còn đang gian hả thầy? Thầy ơi, nàng nói đi, nàng là ai? Vợ của Trò Tâm à? Dạ đúng ạ, con vốn là tiên bị mắc đọa, thời gian bị đài sắp hết. Nhưng vì thương chàng tính tình hiền lành tử tế, cho nên con quyết định đáp lại tình chàng sẽ ở trần gian mãi mãi. Linh cảm của ta quả không sai. Còn Tâm, ta mừng cho con lấy được vợ tiên, lại hết lòng yêu quý và tôn trọng chồng. Dạ con cảm ơn thầy. Còn vợ Tâm, dạ, nay con đã là người, ta đặt tên cho con là Thiên Thư được không? Thiên Thư có nghĩa là ngàn quyển sách. Ráng hậu thuẫn cho chồng, học càng nhiều càng tốt, sau này làm được dạng điều có ích cho đời. Dạ con cảm ơn thầy, con sẽ ghi nhớ lời của thầy dạy. Còn con, vợ con đã vì con mà từ bỏ đặc quyền đặc lợi, con phải tuyệt đối yêu thương vợ của mình và chung thủy với vợ mình, nghe chưa? Dạ con đã nhớ rồi. Còn các con, ta biết tụi con cố ý làm cho Tâm bị bẻ mặt, nhưng đây cũng là dịp buộc Thiên Thư phải hiện hình nếu như thực bụng yêu chồng, cho nên ta mới đồng ý với các con mở cuộc thi thố này. Cái đẹp bên ngoài sẽ tàn phai theo năm tháng, còn tấm lòng mới có thể trường cũ muôn đời. Hãy nhớ lấy điều này, các con nghe chưa? Dạ. Tụi con rất lấy làm xấu hổ, tụi con xin nhớ lời thầy dạy. Dạ tụi con nhớ rồi thưa thầy. Người em cần cù chịu khó và cam phận túng bấn. Nè ông á, hồi sáng tôi đi chợ thì ông không dặn, bây giờ bao nhiêu đồ ăn trong nhà ông lấy ra nhậu hết, giờ đi chợ sao kịp? Thì ăn cơm không là được rồi. Tụi bạn tới bây giờ tôi là huynh trưởng mà hả, mâm nhậu như vậy sao được? Gì mà ít đó hả? Anh chị hai ơi, anh chị hai có nhà không vậy? Tao ở đây nè. Dạ. À, anh hai, chị hai, chẳng hay nhà có lúa giống không cho em xin ít. Dạ tại nhà em hết lúa rồi. Gì? Lúa giống hả? Lúa giống ở đâu cho mày mượn? Dạ lúa giống nhà em, vợ em lấy xay cho sắp nhỏ ăn, em cản không kịp. Vậy mày làm ăn kiểu gì kỳ vậy? Cả lúa giống mày cũng lấy hả mày ăn luôn? Vậy mùa sau mày làm ruộng bằng gì? Mày tính bỏ ruộng hoang hả? Dạ chuyện đó em cũng biết, nhưng mà cực chẳng đã, không mấy anh hai cho em mượn đi, mùa sau em trả lại. Rồi bên tao thiếu gì lúa giống, nhưng mà vậy không được. Tao cho mày mượn á, mày không học được bài học nào hết trơn. Nay mai hết rồi mày cứ lấy mớ lúa giống mày ăn là chết rồi.
tự lo đi mày. Nè ông. Gì? Hình như là ông quên rồi phải không? Nếu ông quên á thì tôi nhắc cho ông nhớ. Ông nói ông là huynh trưởng. Vậy ông huynh trưởng của ai? Của chú đệ này. Đây mới là em ruột của ông. Ông nhớ không? Vậy mà của cải trong nhà ông gom hết cho thiên hạ nó ăn. Còn em ruột của ông á, ông đối xử như vậy đó hả? Nè, chú coi đó, ở nhà có bao nhiêu đồ ăn, gom hết đãi cho đám lưu linh vậy đó. Rồi sao? Tôi chơi với đám lưu linh thì sao? Người ta có bao giờ cho mượn túi gì đâu. Bắt quá tôi nói xin tôi cho luôn. Còn mày á, lo làm ăn đi mày. Ở đó có sẵn vay mượn riết quen thôi. Ông này, tóm lại vay mượn không có nên. Dạ, anh không cho thì em qua hỏi bà Năm. Thôi em thưa anh chị em về. Rồi về đây. Còn ba nữa, tôi là anh, cái đó là tôi dạy nó, biết chưa? Giờ có gì nhậu. Còn người anh thì lắm tiền nhiều bạc, nhưng không đói hoài tới em. Nay rượu chè, mai cờ bạc làm vui. Đấy. Nào cạn hết nha. Rồi uống đây. Một chung nữa nha. Đúng rồi, đúng rồi. Uống rồi. Cạn. Bái. Uống gì tình huynh đệ thủy chung dư dư. Đúng rồi. Bữa nay huynh trưởng mày đặt chơi chữ, đừng có nói với tụi này á là huynh có đi học á nha. Ủa mà thủy chung như nhất là gì vậy huynh? Con vậy mà cũng không hiểu. Ôi vậy hiểu gì nó nghe. Thủy tại chung duy nhất là gì? Là có một cái chung duy nhất mà chúng ta trở thành bạn nhậu suốt cả cuộc đời. Đúng không? Để không đi học mà để nói hoàn toàn chính xác. Nhưng mà để thấy đi học chữ nghĩa, nhét chữ nghĩa vô đầu chi cho nó mệt ốc, đúng không? Bây giờ mình gặp nhau mình nhậu quắc cần câu, xong rồi cái mình đi ngủ, vậy là thiên hạ thái bình. Chi lý. Thua. Phải có đi học để làm chi? Để người ta nói một câu đơn giản mà mình còn biết đường giải thích. Chứ không ta nói mình ngu, đúng không? Ê, ta nói cho mày biết nha. Mày đừng có tưởng mày biết ba cái chữ của ông thầy đồ điếc đó nha. Rồi mày về mày khoe. Xin lỗi à, ở cả cái làng cái xóm này ai không biết mày. Mày mới vô trường thi là mày bị đuổi rồi. Mày biết sao nó bị đuổi không? Sao? Nó bị đuổi là vì nó không biết tôn ti trật tự. Mày hiểu không? Nó vô nó thấy cái ghế nào đẹp nó nhảy phóc lên nó ngồi. Mà mày biết cái ghế đó ghế của ai không? Ghế của ai? Ghế của chủ khảo. Trời ơi. Rồi sao? Vậy nữa? Đỡ hơn mấy cái đứa công tử nửa mùa không có học, để người ta chửi mình ngu. Ê, mày chửi ai ngu vậy mày? Mày chửi tao ngu hả? Tao chửi mày á. Mày gan lắm. Mày ngon mày xuống đây mày chơi tay đôi với tao mày. Tao sợ mày chắc. Chơi luôn. Mày xuống đây. Xuống đây. Mình gạt. Mày xuống đây. Mày quên. Xuống đây. Tao sợ mày à. Tao sợ mày lắm á. Mày xuống đây. Mày bước xuống đây lên. Mày đứng lên mày nói chuyện với tao. Bây giờ mày muốn sao? Bây giờ mày muốn cái gì? Bây giờ mày ngon mày đụng tao trước đây. Mày ngon mày đụng tao trước đây. Mày ngon mày đụng tao trước đây. Mày là thằng hèn. Mày trời ơi nó chửi tôi hèn. Mày rồi mày ngon mày ngon mày chửi tao hèn không? Mày ngon mày đụng tao trước đây. Mày ngon mày đụng tao trước đây. Tao nói mày á. Mày ngon mày đụng tao trước đây. Mày là thằng hèn. Mày dám chửi tao hèn? Mày ngon rồi mày dám chửi tao hèn hả? Đúng rồi. Mày ngon mày đụng tao trước đây. Mày á. Mày ai da. Cái gì vậy? Mày chơi bất chạy. Mày không đụng sao mày đạp chân tao? Tao đâu đạp chân mày đâu. Mới đạp ra. Mày á. Mày đạp chân tao phải không? Mày khùng quá mày. Tao đạp chân mày hồi nào? Chứ ai mới đạp chân tao? Đạp hồi nào? Đó. Tao đạp nè. Mày hả? Hai đứa bay á, có quýnh á thì quýnh đại đi. Đừng có đứng đây á mà làm xàm lãm xàm. Để tức tới trống á. Hai đệ có muốn đánh á thì vào vô đánh đi. Sàn qua sàn lại chóng mặt quá. Không đánh hả? Leo lên nhậu tiếp. Đúng rồi. Quỳnh nói đúng rồi.
mình phải tình nghĩa anh em chứ. Rồi lấy lên nhậu, lấy lên nhậu. Bỏ qua hết. Bỏ qua hết. Chúng ta là một gia đình. Gia đình. À, tao thương mày lắm. Bỏ qua hết. Rồi lên, lên được rồi. Trời. À, chúng ta ăn cái đi. Ăn luôn. Chân gà. Dĩa cuối cùng đó. Bà, tôi cảnh cáo bà nghe. Ông cảnh cáo cái gì? Hết thì nói hết. Không lẽ hết tôi nói còn hả? À, tôi cảnh cáo không phải là cảnh cáo hết mọi, mà tôi cảnh cáo vì thái độ của bà. Lẽ ra vợ người ta thấy chồng nhậu hết mọi thì phải lo lắng. À, mình ơi, hết mọi là mình ơi, sao đó lật đật đi mua mồi khác gì cho chồng nhậu, chứ không phải mặt lạnh tanh như vậy đâu nghe. Nè, ông muốn cái gì? Gà vịt ở trong nhà ông giết sạch hết rồi. Có con chó vàng mười mấy năm trời ông cũng làm thịt luôn. Thịt gì nữa? Ông thịt tôi thì có. Bà đó là mất mặt chồng à? Người ta nói giao gì bạn sang gì vợ, cái này tôi mới có phân nữa à. Cái gì? Ông nói giàu gì bạn sang gì vợ hả? Ông coi mấy ông bạn của ông nè. Trời ơi, tao nói gần sạc nghiệp gì đám bạn này nè. Bạn mới gợi ý xa gần á thì làm liền à. Còn em trai của mình mượn có bao gạo cũng không cho. Sao tao phải cho nó? Nó làm rồi tự nó phải lòi lui vòng cho. Mạch bà, nhìn mặt bà nhậu không ngon chút nào hết. Vô nhà đi. Vô đi. Hay quá. Huynh là số 1. Huynh đúng là xứng đáng huynh của tụi đệ. Khi có hoạn nạn thì đứng về phía bạn. Đúng. Đúng à. Huynh đừng có buồn. Như vậy mới nói là nhi nữ thường tình. Bởi vì đàn bà không có hiểu nam vô tủ như kỳ vô phong. Làm đúng. Sao mà hiểu được. Vợ đệ cũng nhiều lời y vậy á. Để lúc nào cũng binh vực huynh y vậy đó. Khi mấy bả mà cằn nhằn á thì tụi đệ sẽ là an ủi huynh. Ăn nhậu xong rồi mình sẽ quên hết buồn phiền. Đúng rồi, chia lấy à. Cằn vô hết luôn. Cằn hết đây. Cằn luôn. Nhưng mà huynh ơi, huynh nói tụi mình là trước sau như một. Vậy còn cặp bê 1 năm tuổi, huynh hứa cho đệ, sao đệ đợi hoài huynh không cho vậy? Cái đó vợ huynh nói là phải nuôi lấy giống, ở nhà còn có 1 cặp à, thì cho đi rồi vợ cạm làm thì sao? Vậy mà kêu trước sau như một, một gì mà một? Đây, được rồi. Lát nhậu xong rồi đệ vừa dẫn về luôn đi. Vậy mới vậy đó. Vậy còn cái ruộng lúa ngoài vườn á, huynh hứa huynh cho đệ á, huynh còn nhớ không hả? Nhớ nhớ sao không nhớ? Quân tự nhớ con. Nhậu xong tối nay gạt luôn đi. Huynh có hôm đó hứa là cho đệ cặp nghề đó, huynh nhớ không huynh? Cho luôn. Hay quá. Bởi vậy người ta nói á, bán anh em gần, mua huynh đệ gần hơn. Đúng. Dạ đi huynh. Vậy mới là huynh đệ chứ. Kể hết nha. Đúng là anh em chúng ta thủy chung như nhất. Vui quá. Đó, chú nghe chú thấy rồi đó. Tôi không biết á là mấy cái thằng đó nó bỏ bùa mê thuốc lú hay là cái gì cho ổng nữa. Nó nói ngon ngọt vài câu á là của cải bao nhiêu trong nhà gom hết cho tụi nó. Trong khi anh em ruột thì so đo từng ly từng tí. Thôi thì bạn bè là thú vui của ảnh. Chị cũng đừng gắt quá, kẻo vợ chồng không vui. Nhưng mà chị làm sao khuyên ảnh, có vui thì vui, chứ uống nhiều kẻo bệnh. Lát nữa em đi thăm đồng, nếu mà bắt được mấy con lươn mập, em sẽ gửi cho chị nấu cho anh với mấy cháu ăn. Thôi, tôi nói thiệt nha, chú mang qua bên đây. Có tôi cũng giấu đi, để mấy ổng thấy hả, bắt tôi làm mồi nhậu nữa. Ủa, mà sao chú không để bên đó cho mấy đứa nhỏ nó ăn?
Dạ. Mà thôi đi, tôi nói thiệt nha, tôi thấy chú á, nhà thì trống trước trống sau, mà cái gì cũng đem qua cho anh chị hết, trong khi anh của chú thì chỉ chăm bẩm lo cho người ngoài. Tức chết luôn á. Chị cứ từ từ mà khuyên ảnh. Khuyên gì nữa, tôi khuyên quá trời rồi, ổng có chịu nghe đâu. Ổng còn nói á, thà bỏ vợ chứ không chịu bỏ rượu, nghe có tức không? Bây giờ chỉ có chị mới khuyên được ảnh thôi, chị phải ráng chứ sao vậy. Nhưng mà chị coi lựa lời khuyên ảnh, chứ tánh ảnh nóng, coi chừng ảnh quạo á. Thôi em xin phép chị hai em về bển. Vợ Huynh ơi, vợ Huynh, vợ Huynh, chuyện gì thím? Vợ Huynh, có cái bao không, cho mượn chút. Ủa chi vậy thím? Con cọc nhà thím á, ăn phải bả lăn ra chết, giờ phải bó lại đem bỏ xa xa mới được. À thím, hay là thím đưa con Dục cho. Mà nè, thím đừng có nói cho ai biết nha. Mày lấy xác chó làm gì? Đừng nói là lấy thịt chó, cho chồng với bạn chồng mày nhậu nha. Tao nhớ là mày ghét tụi nó lắm mà. Không, con không có làm cho chồng con nhậu, nhưng mà con sẽ làm cho chồng con sáng mắt ra. Là sao? Thì con có cách của con. Nè, mày làm gì à? Định giết tôi à? Em đâu có giết gì. Nằm xuống em lau mình cho, thay đồ ngủ. Bình thường tôi dạo vậy bà la đông đổng lên, sao tự nhiên bữa nay la mặt cho tôi? Đây, nó có độc phải không? Nó có độc phải không? Mệt mình quá làm gì có. Mình không tin, em thử cho mình coi. Rồi thiệt, bà muốn cái gì mà làm tôi sợ hết hồn, bây giờ muốn tỉnh luôn rồi nè. Mình, em thấy mình bớt bớt đi, để ý chú đệ một chút. Dù sao chú đệ cũng là máu mủ ruột ra, còn mấy đứa ăn không ngồi rồi đó, biết chắc nó có thiệt lòng với mình không. Bữa nay đổi duyên thật mà, la hét nhảy dựng không ăn thua, bữa nay đổi qua thẻ thọt ha. Nói cho bà biết nha, bạn tôi toàn là chiến hữu tốt, sống chết coi nhau, biết chưa? Thằng Đại á, thằng nó la đi. Mình nói vậy chứ có chuyện rồi mình thấy. Bạn vì cái thứ vui đau chầu đó, có chuyện gì á thì chạy mất hết. Mình có chuyện gì chỉ có chú đệ thôi. Mình mà làm riết như vậy nha, rủi gặp hoạn nạn không có ai bên mình, mình đừng có hối hận nha. Rồi nha, rồi ra chỗ khác đi, tôi ngủ. Có chuyện rồi đó. Chuyện gì hả? Tôi thật ra tôi mới giết người rồi. Tính giết tôi mà không thành như vậy, biết mà. Thì tại tôi tức ông chiều nay á, lỡ tay tôi chọi chết con nhỏ đó rồi. Hả? Hả cái gì? Đấy,
Hết chuyện giỡn rồi hả? Ai mà giỡn? Chiều nay mấy người bạn của ông nhậu xong á, kéo hai con bê cuối cùng của tôi đi, còn một đứa thì chạy vô trong tủ lấy cặp nghe bạc về. Tại lúc đó em giận quá, em cầm cái chai em chọi thêm mấy đứa đó. Cái tự nhiên cái thằng nhỏ ở đâu nó chạy ra, cái trúng thằng nhỏ. Mà em á, em chọn cái thằng lùn nhất, mà tự nhiên trúng thằng nhỏ nó chết mất. Bây giờ phải làm sao đây? Mình... bà giấu cái xác đó ở đâu? Cái xác hả? Em gói kỹ rồi, bây giờ kiếm chỗ nào xa xa mình chôn đi. Lỡ mọi người đã biết chắc người ta bắt em quá mình ơi. Trời ơi, tôi dạo quanh năm suốt tháng không sao. Bà tỉnh queo á, bà làm chuyện tài đình. Tại ai? Nếu mà mình không nhậu á thì tôi đâu có điên lên. Bây giờ mình phải tìm chỗ chôn. Mà chôn một mình á thì mình làm không có nổi. Làm sao đây? Huynh đệ của mình ở đâu hết rồi, nhờ thử coi. Hèn gì, mày đặt lau mặt cho tôi. Dạ, dạ. Trời ơi, tôi uống rượu hoài không sao, còn bà gây chuyện tại định giờ sao? Tôi phải đi. Mình hay là bây giờ tôi kêu chú đệ qua giúp nha. Để gì? Bình thường bà hay la tôi trước mặt mấy người huynh đệ tốt của tôi. Bây giờ bà chống mắt lên coi, hôm tí là tụi nó có mặt tại nhà nè. Bạn tôi là người tốt mà. Yes. Nhưng mà mình ơi, lỡ mà mình qua đó mình kêu mà không ai giúp đỡ, rồi tin nó đồn ra quan tới bắt em thì sao? Hay là mình kêu chú đệ nha? Không cần kêu đệ, tôi kêu bạn tôi. Yes. Trời ơi. Yes. Chết rồi, chuyện tại đình rồi. Ôi da. Ai vậy trời? Ai mà đang ngủ đã có quá mạng vậy? Đệ hả? Quỳnh à, giờ đi nhậu tiếp hả Quỳnh? Không. Quỳnh có chuyện, muốn nhờ đệ giúp nè. Quỳnh có chuyện, nhờ đệ giúp. Đúng rồi. Quỳnh yên tâm đi, tình Quỳnh đệ như thủ túc mà. Đệ sẵn sàng giúp Quỳnh hết á. Trời ơi, cảm ơn đệ nghe. Đệ biết sao không? Sao? Vợ của Quỳnh á, lỡ tay chảo chết thằng nhỏ. Quỳnh nói là vợ Quỳnh chết hả? Không phải. Nè, để bình tĩnh nghe nè. Vợ của Quỳnh á. Vợ Quỳnh lỡ tay chỗ chết thằng nhỏ. Lỡ tay chỗ chết thằng vợ Quỳnh giết người hả? Đúng rồi đệ ơi. Đệ, bây giờ Quỳnh giờ đệ nè. Phụ huynh kia cái xác ra, mình chôn nó rồi mình phải đào liệt nữa. Phải kêu thằng Giáp như Tuất, không thôi là hai huynh đệ mình là không có xong đâu nghe. Giờ ý huynh coi như là mình phi tang á hả? Nếu không là sẽ bị bắt á, đúng không? Đúng rồi, để tỉnh rồi đó. Đi với huynh nghe. Đi này. Không, huynh ơi, bây giờ huynh để cho bà bị bắt đi, xong rồi là huynh đệ mình nhậu thoải mái luôn, không ai cằn nhằn. Đấy, cái gì? Tại sao đệ lại nói như vậy chứ? Đệ giỡn với huynh thôi. Bộ tưởng đâu đệ nói thiệt hả? Vậy hả? Bây giờ huynh cứ về nhà rồi lo cuốc sẻn đi. Xong xuôi rồi đệ qua kêu Giáp với Tức á qua phụ với huynh được chưa? Trời ơi, huynh biết mà, đúng là huynh đệ tốt. Lúc hoạn nạn mới thấy được chân tình. Rõ ràng là đệ không có bỏ huynh mà. Huynh cảm ơn đệ nhiều nha. Bây giờ huynh về nhà để huynh chuẩn bị cuốc sẵn trước nha. Huynh cảm ơn đệ nhiều á. Huynh về. Chết cha rồi. Không lẽ mình làm đồng phạm với bả mà mình đâu ưa bả đâu. Bây giờ mình lỡ hứa rồi, giờ biết làm sao đây? Có một cách. Đúng rồi. Hai thằng bay muốn làm gì làm, tao không làm. Huynh đệ thì huynh đệ chứ, nhưng cái chuyện này á liên quan tới tù tội, nghĩ sao giúp được, đúng không Lùng? Đúng rồi, ổng là huynh trưởng, đáng lẽ ra ông phải tránh cho tụi mình chứ, cớ sao mà ông kéo tụi mình theo? Lỡ có chuyện gì xảy ra rồi chết chùm cả đám rồi sao, đúng không? Đúng rồi, tụi bay nói đúng rồi á. Ê, nhưng mà sao tao diễn tả hoài nó không ra, mà tao lỡ hứa rồi sao? Mày khùng quá. Cái chuyện đó không có gì khó khăn hết trơn.
Thế bây giờ mày chạy qua bển, mày nói với ổng là tao xỉn quá cần câu rồi. Có quậy không vậy? Còn thằng Lùng nó đi chưa vậy, nó vậy thôi. Giờ rồi còn tao sao? Thì mày vô tù ở với ổng đi. Mày không hả mày? Thì mày động não chút xíu đi, mày suy nghĩ ra cách gì đó. Trời ơi, nếu mà tao động não được á, tao nhờ hai đứa bay làm gì? Trời ơi, thì mày, tao buồn ghê luôn á. Nói đơn giản, mày giờ mày nói là mày mày đau cái gì đó, hoặc là mày phong giật, trúng gió, nói chung là mày nói cái gì đó, chạy qua nói liền, rồi xong chạy vậy. Mày đúng là mưu sĩ luôn á. Rồi không đi, đứng đó cười. Quên, đi liền, đi liền. Mình, sao rồi mình? Sao lâu quá vậy? Hay là mấy ông đó chạy làng hết rồi? Nè, bà đừng có nói cái giọng đó nghe chưa. Tại vì thằng Ất á, nó phải đi kêu thằng Giáp với thằng Tuất. Tụi nó tới liền bây giờ. Tụi nó không bao giờ bỏ tôi lúc hoạn nạn đâu. Bà chống mắt lên mà coi nè. Cũng mong là vậy. Mà cả mấy canh giờ rồi, cái xác bây giờ nó cũng sình lên rồi đó. Tại vì tụi nó mới đi nhậu về, đứa nào cũng xỉn hết trơn. Mà thôi, mà cứ đợi đi, đừng có lâu lâu nó móc nó mẻ tôi nữa. Nó tới kìa. Nhanh lên. Huynh chờ có lâu không? Ủa, còn hai hai đứa kia đâu? Để bị đau bụng quá trời luôn, bị cảm mạo phong hàn, rồi giờ nghe cái vụ đi chôn xác ở ngoài đồng, nãy giờ cái tự nhiên phong còn cánh giật quá trời quá đất luôn á. Vậy còn thằng Giáp đâu? Qua nhà nó xỉn quắc cần câu rồi, bây giờ nó không còn biết gì chân á. Vậy còn thằng Tuất? Nó đi đâu á? Nó có nhà, chắc có lẽ nó đi qua mấy cái tổ tôm á huynh ơi. Thiệt là ngại quá, lúc huynh cần á thì tôi để kẹt hết trơn rồi, tiếc thiệt đó. Thôi để lần sau nghe huynh. Lần sau ai với người đó mà nhờ hả? Huynh chỉ nhờ mấy để lần này thôi. Hai thằng kia kẹt, huynh nhờ đỡ thế cũng được. Để phụ huynh khiêng xác nghe, chứ một mình huynh sẽ sợ sao được. Phải đó chú Ất. Một mình để hả? Mấy chú có tình huynh đệ với chồng tôi lâu nay, bao nhiêu củ quý giá trong nhà mấy chú, chồng tôi cho mấy chú hết rồi. Không lẽ bây giờ chồng tôi gặp hoạn nạn, mấy chú ngoảnh mặt như vậy, vậy sao đành hả chú Ất? Trời ơi, chị nói cái gì vậy? Ngoảnh mặt đâu mà ngoảnh mặt. Đúng rồi. Trời đất ơi, anh em tụi tôi thề sống chết có nhau, răng hở là môi lạnh đó, chứ Quỳnh đâu biết, ai mà nở Quỳnh biết bỏ đâu. Tại bây giờ kẹt, ai cũng có chuyện riêng, chứ đâu ai ngoảnh mặt quay lưng đâu. Thôi thì bây giờ không đi chôn được. Dạ. Vợ chồng tôi nhờ chú khiêng cái xác đi giùm đi, chứ cái xác nặng lắm rồi, chồng tôi khiêng không có nổi. Xác hả? Trời ơi, em cũng muốn khiêng xác phụ huynh lắm, nhưng mà có một cái, bây giờ là em đang khiêng, em giật lên cái rồi em bỏ cái xác xuống, người ta thấy là chết luôn á. Mà em nghe thằng Giáp nó có nói á, mà bị bắt một cái ở tù một không như chơi á. Quynh, thôi giờ vậy đi ha, bây giờ để cảm thấy khó chịu để về trước nghe. Chưa. Trời ơi, bị phong mà chạy lẹ quá ha. Mình, tôi nghe ông Giáp ông nói á, cái vụ này mà bể ra là tù mọt gông á. Còn huynh đệ tốt của mình á, đi nhậu chưa về hay là về không nổi, ba người này chưa gì hết á mà đã chạy trốn rồi. Mình cũng thấy rồi đó. Thì đúng là không ngờ mà. Tức thiệt. Trời ơi. Vợ à, bây giờ mình phải tính sao đây? Từ để tôi tính. Đúng rồi, hay là mình kêu chú đệ đi. Thôi, mới chiều nó qua mượn gạo buôn lúa tôi chửi quá trời. Vợ mặt mũi nào mà đi kêu. Mệt mình quá à. Vậy chứ kêu một tiếng là chú qua liền á. Mình đối xử với chú không ra gì, chứ chú lúc nào cũng vẫn coi mình như là huynh ruột vậy đó. Mình đi đi. Không ấy, bà quay cơ nói giúp tôi đi. Không có được, mình phải đi đi.
chính mắt mình phải nhìn thấy là chú đối xử với mình như thế nào. Thôi vậy kỳ lắm. Không có kỳ gì hết á. Anh em trong nhà nhờ vả nhau là chuyện bình thường mà. Chỉ có mình không chịu giúp chú ấy thôi, chú ấy không bao giờ bỏ mình đâu. Mình đi đi. Mệt quá. Để tôi đi cho. Yes. Đi đi. Biết rồi. Yes. Chết rồi. Đệ ơi. Ủa anh hai, có chuyện gì vậy? Đêm hôm khuya lơ khuya lắc, anh tới đây chi vậy? Có chuyện rồi đệ ơi. Chuyện gì huynh cứ nói đi. Đệ à, huynh biết là bấy lâu nay huynh đối xử với đệ không có tốt. Đệ bỏ qua cho huynh nghe chưa? Anh hai xỉn rồi hả? Ước gì anh đang xỉn. À, anh thiểu rượu đúng không? Bên em còn miếng á. Không phải. À, không lẽ chị hai cằn nhằn anh hai rồi anh hai tới đây kiểm điểm với em? Không phải. Nói chung á, là từ trước đến giờ những gì anh làm với em á là anh sai. Trời ơi anh hai, em đâu có bắt lỗi bắt phải gì anh đâu. Thôi khuya rồi, về bển ngủ đi. Không có được. Ở bển có chuyện rồi. Chuyện gì? Sao nãy giờ anh hai không nói? Chị dâu chú nó giết người. Cái gì? Anh nói sao? Nó giết người. Bây giờ phải làm sao? Anh sợ lắm. Đi tù cả đám đó đệ ơi. Anh sợ lắm. Bây giờ sao đây? Chắc chết quá. Anh bình tĩnh đi. Lúc này mình phải thật bình tĩnh. Chị hai nói với anh sao? Chị dâu chú á kêu anh là qua đây nhờ chú phụ anh kê cái xác đi để phi tang nữa. Vậy sao nãy giờ anh hai không nói? Anh cứ dòng gió mất thời gian quá vậy. Tại huynh sợ quá, với lại huynh xấu hổ với đệ nữa. Lúc trước đệ cần thì huynh không giúp, bây giờ có chuyện thì huynh lại kêu, cho nên vừa sợ vừa lo, huynh không biết làm cái gì hết. Anh hai đừng có nói vậy, anh cũng biết mà, từ xưa giờ em không để bụng mấy chuyện đó. Bây giờ đi về bển lẹ. Đệ chịu giúp huynh hả đệ? Trời ơi, giờ này còn nói gì nữa. Đi. Trời ơi, bây giờ mới biết tình huynh đệ đó. Anh hai, mình làm chuyện mà ám sao anh xì hoài vậy? Mỗi lúc anh căng thẳng là nó bị vậy đó. Anh hứa với em, anh sẽ không căng thẳng nữa. Anh hứa với em. Rồi, đi. Cái gì? Trời ơi anh hai, anh lại căng thẳng nữa hả? Không phải, cái xác nó thui quá. Thôi được rồi, để em khiêng cho. Có gì chú bỏ qua cho anh. Anh biết lâu nay anh không phải với chú. Anh hai đừng nói vậy. Anh em trong nhà lỗi phải cái gì anh? Lỗi chứ. Nghĩ lại anh thấy anh ngu. Mà trong cái xương cũng có cái hên. Mình chơi cạn tình với tụi nó. Ai dè lúc hoạn nạn tụi nó lại bỏ mình. Đau thiệt. Anh à, em thấy anh bớt tụ tập lại cũng tốt. Uống hoài bệnh đó nghe. Ngu sao bớt tụ tập? Nhưng mà từ nay chiều em qua tụ tập với anh. Anh em mình cùng uống, không giao du với tụi nó nữa. Còn chú cần gì nữa anh? Anh lo cho chú. Anh lo cho sức khỏe của anh trước đi kìa.
Em á, chắc em cũng phải ráng thôi. Không, quyền huynh thế phụ, bổn phận anh là phải lo cho em đừng có cãi. Tại lâu nay anh ngu, anh bị mờ mắt, cho nên mới đối xử tệ với chú như vậy, mà lại tính vào mấy thằng bạn xấu đó nữa. Lỗi anh ngu. Phát hiện rồi nha, giọng một mình nha, chơi xấu nha. Vậy mà la tình huynh đệ thủy chung như nhất. Những gì em muốn nói Hằng nói hết rồi. Ủa sao mình nói vậy mà mặt ổng bơ bơ vậy? Chắc ổng bị bệnh á. Để tao. Quỳnh, hôm qua thật sự ra ất cứ dậy báo, mà tại hôm qua em ngủ em không biết gì hết. Còn thằng Thúc nó đi chưa về. Cái hôm nay ba anh em tụi em mới tụ tập qua đây coi Quỳnh có chuyện gì không để tụi em lo cho Quỳnh. Chưa xong đâu, còn bỏ trống á. À, sẵn có đây ba đệ vô phụ huynh tay đi. Quỳnh, Quỳnh xào tôi đệ phải không? Quỳnh ngồi nhậu vậy có nghĩa là mọi chuyện xong rồi. Chứ mọi chuyện còn vậy sao có tâm trí nhậu được, đúng không? Đúng rồi. Quỳnh thử lòng tôi đệ đúng không? Quỳnh nghĩ tôi đệ không giúp Quỳnh chứ gì? Nếu không tận mất chứng kiến thì tao đâu có nghĩ như vậy. Quỳnh nói như vậy là nói xấu cho tụi đệ rồi. Quỳnh là huynh trưởng, phải biết thông cảm cho em Út chứ. Tụi đệ lúc nào cũng coi huynh như anh em. Vậy mà bữa nay nhậu một mình, không rủ gì hết. Quỳnh muốn từ mặt tụi đệ đúng không? Tụi đệ lúc nào cũng coi huynh như anh em à. Thôi, mấy huynh ngồi xuống đây nhâm nhi chung cho vui. Phải vậy chứ. Không ngồi gì hết á. Tao đang nhậu với em tao. Tao chỉ có một thằng em ruột này thôi. Huynh đệ giỡn với tụi bay á, thấy khó bỏ chạy, không cần. Ý huynh là đuổi tụi đệ đó hả? Muốn nghĩ sao nghĩ. Tưởng huynh là huynh đệ tốt. Thôi vậy từ nay coi như dứt. Có chuyện gì đừng trách tụi đệ vô tình. Đúng. Tụi bay hù tao đó hả? Có chuyện gì là chuyện gì? Chuyện gì á cũng tại huynh. Bữa nay làm cho ba thằng đệ mất mặt nghe. Đừng có trách tại sao đệ độc ác nghe chưa. Vậy mày đi. Đi vậy. Đi. Không nhậu hả? Mày khùng hả, nó đuổi nhậu gì. Vậy đi mày. Nhanh lên. Ủa, vậy là sao tụi bay? Hồi nãy ổng đuổi tụi mình thiệt hả? Ổng làm nhục tụi mình, mối nhục này nhất định tụi mình phải trả. Cái cảm giác của tao á, cái mặt á, nó sần sần, nó chai chai. Ủa, vậy là nhục á hả ta? Giờ tao mới biết á, cái mặt này cũng sần sần nè. Tao tán mày bây giờ, giỡn mặt mày. Làm sao mình trả lại ổng y chang vậy? Tao nghĩ ngon nguồn là con vợ của ổng, chứ ổng hả? Dễ gì một mình ổng dám làm. Đúng rồi, bình thường mình nói cái gì ổng cũng nghe, thấy không? Ê mà tao nghĩ nhậu với ổng cũng vui chứ mày. Hồi nãy tao thấy mồi ê hề, tao chạy miếng luôn á. Cái thằng mày ham nhậu cái nó đi. Cái đầu mày á. Sao mày quýnh tao? Đang bọn gặp mày nữa. Tao tức lắm. Kỳ này tao phải làm cho ổng xin lỗi tụi mình mới được. Nếu mình xin lỗi xong mình về cái mình nhậu tiếp hả mày? Mày qua bên kia. Đúng còn rồi. Gần tao hồi tao quýnh mày đó. Tao thấy mình phải suy nghĩ tới cái chuyện ổng phải xin lỗi tụi mình. Tụi bay thấy làm sao? Bây giờ mình không xin lỗi thì sao? Tao thấy tụi mình cũng có lỗi đúng không? Bình thường mình cũng nhậu với người ta, nhưng mà khi nhà người ta có chuyện mà mình không có giúp được, mình chơi với dế ha. Dế mà dạ mày. Hai thằng bay làm gì vậy? Mày rút cuộc mày phải ai hả? Mày còn mày á, bình tĩnh lại đi. Được rồi, tao tính rồi. Ổng mà không xin lỗi đúng không, ba anh em mình đi kiện ổng. Kiện hả? Được á. Tao sống tới từng tuổi này chưa ai dám đuổi tao ra khỏi nhà. Đúng vậy, mà bữa nay ổng dám. Tao nói thiệt nha, tụi mình á tuy là dân nhậu nhưng mà nhậu có uy tín chứ bộ. Sao tự nhiên cái đuổi mình à? Trời đất ơi. Nhưng mà bây giờ kiện á, lấy gì mình kiện người ta?
Không phải là bây giờ mình đang nắm bằng chứng con vợ nó giết người rồi phi tang hay sao? Đúng rồi. Bây giờ á, mình qua bên đó mình hù ổng đó, bắt ổng xin lỗi cho nó nóng hổi. Tao bắt đầu thích mày lại rồi đó. Đi. Đi. Đi đâu? Đi qua nhà thằng Quynh. À, đủ lượng để yêu quá. Uống chưa đã gì trơn mà kêu ngưng rồi. Ê, em sao bằng anh được. Mà em nói với anh á, có uống á thì uống ít thôi, uống nhiều quá đâu có tốt. Trời ơi, đây sao mà bì với Quynh được. Sức khỏe Quynh Quynh biết, đừng có lo. Quynh uống rượu là vô địch. Nhưng mà anh hai, cái chuyện hồi nãy á, em thấy anh đâu cần phải làm căng vậy. Lỡ người ta ghét người ta làm gì mình sao? Làm gì? Làm gì là làm gì? Đâu tụi nó hả? Làm gì Quynh luôn á. Chẳng phải tụi nó biết chị hai làm thằng nhỏ chết sao? Thì em chỉ nói vậy, chẳng qua lo cho anh, muốn tốt cho anh thôi. Thôi em xin phép anh hai chị hai em về. Về đi, có cần gì thì hú anh. Nè, mình, tôi thấy chú Đệ nó cũng đúng á. Có khi nào ông làm về tụi nó thù, tụi nó quay lại hại ông thì sao? Tới lúc đó ông còn nói bạn hiền nữa không? Rồi, chắc không tới nổi đâu. Tụi nó trở mặt với tôi trước, nó không mắc cỡ thì thôi. Ra gì? Đó, ông còn nói không sao hết hả? Mỗi lần ông hồi hộp lo lắng á, là ông hát xì à. Bà có thấy tôi hồi hộp lo lắng gì đâu. Quynh, Quynh nói ai trở mặt trước hả? Đúng rồi đó. Tụi này qua nhậu với Quynh, Quynh còn đuổi tụi này về, Quynh còn nói tụi này trở mặt nữa, đúng không? Ừ. Giờ ý tụi bay muốn gì? Ý của tôi á là hai nó nói hết rồi. Đúng, mày không có mày. À Quynh xin lỗi, nói khác đi. Quynh nói không cần tụi đệ. Vậy đệ hỏi Quynh, nếu tụi đệ không nín thinh thì cái chuyện vợ Quynh giết người có giữ kín được hay không? Vậy ý tụi bay là muốn gì? Nè, nói cho Quynh biết, từ trước giờ làm gì cũng có qua có lại. Đúng. Đúng không? Bây giờ Quynh đã dứt tình rồi đúng không? Đúng. Để khỏi ai chịu ăn ai nữa. Thì Quynh cứ đưa đây một số tiền làm giao kèo, tiền trao cháo múc, tụi đệ sẽ giếm hết tất cả những chuyện này ha. Còn nếu không á, e lúc vui miệng mà cái miệng của đệ nó hư lắm, nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của Quynh. Lúc đó Quynh tự chịu trách nhiệm nghe. Nghe. Mấy người nói thiệt nha, đúng là quá đáng á. Bỏ bạn lúc hoạn nạn rồi bây giờ đem cái nạn của bạn ra để làm tiền hả? Ai có gan mà mở miệng ra thì đừng có trách tôi quá đáng đó. Vô trong đi, vô trong. Bà để tôi được rồi. Đã vậy thì cho rõ ràng luôn. Mấy đệ muốn bao nhiêu, cứ nói. Ông, một lượng bạc. Mày khùng có bảy gì không? Có một lượng bạc. Nè, không có bao nhiêu hết, một đồng một cắc cũng không đưa ra nghe chưa? Mấy người có giỏi đi báo quan đi, tôi hầu. Được. Tụi này chưa nói tới chuyện báo quan, bà chỉ dám thách thức, không lẽ tụi này không dám làm? Hẹn cho ông bà tới giờ ngọ ngày mai phải nộp đủ 100 lượng bạc. Còn không á thì đi lên quan mà hầu. Khỏi cần giờ ngọ, sáng mai á tôi đợi mấy người trước cổng quan. Thiệt, tôi chưa thấy một người đàn bà nào như bà. Bà giết người rồi mà bà còn thách thức tụi tôi không? Ừ. Nè, vậy khỏi cần giờ ngọ ngày mai gì hết, bây giờ tụi tôi đi báo quan luôn. Bà liệu bà lo hầu quan nha. Ê, vậy? Sao mày không có vậy? Nè, để sáng ngày mai đi. Lỡ nhiều khi bà đổi ý cho bà chồng tiền, mình khỏi tới cửa quan mà mình có một số tiền đáng kể nữa, đúng không? Thách thức kìa, thách thức kìa. Tao không chịu đổi, tao không chịu đổi. Đi lên báo quan liền, đi. Ê, khoan. Liệu hồn á? Á xì, cái gì mà á xì? Bà làm kiểu đó, lỡ nó báo quan thiệt thì sao? Trời ơi. Ủa, tôi làm cho nó báo mà. Nhưng lỡ quan đào lên thấy được cái xác là bà đi tù đó. Nè, tôi có đi tù á cũng làm ông sáng mắt ra, để cho ông biết á mấy cái bọn kia là tiểu nhân. Em út trong nhà khuyên mà không chịu nghe. Bà điên hả?
Bà làm vậy rồi bà ở tù thì sao? Để rồi ông coi ai là người ở tù. Ủa mình về rồi đó hả? Ủa, đâu có mùi rượu đâu ta? Mình bệnh hả? Không phải. Chứ mình sao? Có chuyện lớn rồi. Ủa, chuyện gì? Tôi vừa từ ngoài quán về, tôi nghe người ta nói rồi, ba cái thằng thánh vật đó đưa đơn kiện mình ra quán rồi đó. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Bà còn nói vậy sao nữa hả? Tội giết người, bị tù mọt không gì chơi đó. Giết người đó, không có giỡn đâu. Chết rồi. Mình ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây? Trời ơi, còn hỏi làm sao nữa hả? Có nghĩa là bà sẽ đi tù đó, bà biết chưa? Mình ơi, em thấy mình lo cho em như vậy, thiệt, em cảm kích quá. Tên nước này mà còn không hiểu làm sao đi tù đó. Vì vậy á, em cảm kích thiệt mà. Mình biết không, xảy ra biết bao nhiêu chuyện, em mới biết được là mình còn nghĩ tới vợ tới con, rồi tới em út trong nhà. Thiệt, em mà có đi tù, em cũng cam lòng. Bà sao vậy hả? Nó không hiểu sao? Người ta bắt mình ra không được, rồi mình ăn sao, nói sao? Cái này á, mình đừng có lo, để em tính cho. Em á, sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở với mình đến mãn đời luôn, mình có chịu không? Trời ơi, bà khùng hả? Cản, cản đi. Cản. Ê, tụi bay, bây giờ tưởng tượng coi, vợ chồng nó với em của nó đang vui vẻ, tự nhiên lính kéo tới đại nhà bắt hết tụi nó luôn, chắc tụi nó sợ té đái quá. Ê, nếu vậy á thì mình đi báo sớm á, biết đâu. Này, nói chuyện không có hợp với tao mày ơi. Phải làm vậy á thì ổng mới biết là tụi mình không phải là dân tham tiền. Đúng. À, đúng rồi. Cái này á tại ổng thách mình chứ bộ. Đúng rồi. Ê, mà mình làm vậy có hơi quá đáng không tụi bay? Ổng á mà có món ngon vật lạ, ổng đều kêu mình qua nhậu, đúng không? Ừ. Mình thích cái gì á mình xin ổng cũng cho, mà mình làm vậy tao thấy áy náy quá. Thì bởi vậy mình mới hết lòng với ổng. Nè, ổng kêu cái là mình có liền, đúng không? Chứ bây giờ tao hỏi mày nè, cái chuyện giết người mày nhắm mày bao che được không? Được không? Nó vi phạm kỷ cương phép nước, nó có giỡn. Đúng rồi, mày nói tao thấy cũng đúng, nhưng mà tao cũng thấy áy náy lương tâm làm sao á. Không có sao chăng vậy hết á, mình làm đúng mình phải vui vẻ. Rồi uống đi. Tôi chết rồi anh Giáp ơi. Dạ. Anh Giáp ơi, chết rồi. Mày bình tĩnh, không có gì chết hết á. Mày uống ly rượu xong mày nói. Bình tĩnh, không có gì gấp gáp hết á. Cứ bình tĩnh hết, uống mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó hết. Tôi uống xong rồi tôi nói. Cạn đi. Mà chuyện gì nói đi. Đó, uống xong rồi, giờ bình tĩnh nói đi. Lính kéo qua đề sơn và mày đòi bắt mày đó. Đúng rồi, bắt cái chuyện đó là bắt. Cái gì? Là sao? Tự nhiên bắt tao. Sao mà tao biết được? Ê, Linh tao bắt thằng Giáp kìa. Tao với mày nó chạy đi. Mày không hả? Người ta bắt nó chứ bắt mơ tới mình mà mình chạy. Mà tao nghe nói bắt xong thằng Giáp, bắt mày luôn đó. Mày có lộn không? Trời đất ơi, cái đó tao chắc có lẽ là tao. Mời tụi tao lên quan để làm chứng á. Đúng rồi, đúng. Tao nói thiệt. Mày phải nghe cho kỹ. Cái này là mời chứ không phải là bắt. Phải vậy không? Tao nghe rõ, bắt chứ không phải mời. Thiệt hả? Thiệt hả? Tao báo cho tụi bay biết rồi đó. Tao đi à. Cái thằng này giờ. Ê, tụi giờ bình sao? Bình tĩnh. Tất cả mọi chuyện đều có hướng giải quyết hết. Bình tĩnh.
Bây giờ sao? Bây giờ mày á thằng Tuấn, mày chạy qua nhà tao, có tình hình sao? Nhanh, chạy qua nhà mày. Tao đi liền. Nhanh lên. Còn tao sao? Chết cho tao sai rồi. Mày sai gì? Tao kêu nó đi vậy, có đúng không? Đúng rồi. Cái gì nó ngắn vậy, chừng nào mới tới? Mày đừng có kêu tao nha. Bình tĩnh. Tao với mày đi luôn. Mình đi luôn hả? Quang ơi Quang, Quang coi hai ông này lại đi Quang. Tụi con Minh Nguyên mà ông cứ tưởng mình bị, rồi trói tụi con lại đưa đi khắp làng khắp xóm, làm tụi con mất mặt quá Quang ơi. Xong cái vụ này á, con nói thiệt á, mà kêu mấy ông phải xin lỗi tụi con á, công khai để lấy lại danh dự cho tụi con chứ. Hai ông lính đứng đó làm gì, không mau cởi trói. Dạ. Cởi trói cái gì mà cởi trói? Quy dạ. Dạ. Em à, Quang có lộn không? Sao tự nhiên không trói tụi mình mà trói ba thằng đó vậy? Có lộn hay không á, mình cứ coi đi rồi biết. Ủa Quang, tụi con là ba người lập công lớn, báo Quang tội phạm giết người. Đáng lẽ Quang phải thưởng chứ sao Quang phạt tụi dạ. con? Quang đối xử kỳ cục vậy. Thưởng hả? Dạ. Được, ta sẽ thưởng cho các ngươi. Thưởng cho các ngươi ba tội danh. Tội thứ nhất là vu cáo người vô tội. Tội thứ hai là tống tiền. Tội thứ ba là khai báo tầm bậy tầm bạ. Tổng cộng ba tội chia đều cho mỗi tên là 3 năm tù. Quang ơi, sao vu cáo được Quang? Chính mắt con thấy thằng nhỏ nằm thù lù một đống mà. Ông kêu mấy huynh đệ tụi con giúp ổng để phi tan. Mai là tụi con lanh trí, tụi con không có nhận lời đó. Quang thấy không? Con mà không kiên định lập trường á, xém chút nữa con dính vô cái tội bao che cho tội phạm rồi đó. Dạ. Đúng rồi Quang. Bây giờ Quang nói tụi con vu cáo, Quang đào quyệt lên là biết liền. Dạ, đúng rồi Quang. Dạ. Chính vì lời khai tầm bậy tầm bạ của các ngươi mà lính của ta phải mất cả buổi đào lên lấp xuống, vừa mất công sức vừa mất thời gian. Rốt cuộc xác thằng nhỏ đâu không thấy, chỉ thấy cái xác con chó trương sình lên. Ủa sao kỳ vậy Quang, chính mắt con thấy mà. Người thấy cái bao trên sân như vậy đó, chứ có dở ra coi không? Trời ơi, dở ra chi Quang, nó thú quắc mà. Đúng rồi Quang. Đầu đuôi là sao, vợ huynh kể cho ta nghe coi. Dạ, bẩm Quang, chồng con á suốt ngày chỉ nghe lời bọn xấu, còn em út trong nhà thì không chịu đoái hoài. Thiệt, con nói hoài mà không chịu nghe gì hết trơn á, nên bất đắc dĩ lắm con mới nghĩ ra cái kế này, để vừa thử cả em vừa thử cả bạn bè cho ổng sáng mắt ổng ra. Vậy cho nên ngươi mới lấy cái xác chó để giả xác thằng nhỏ đúng không? Rồi hô quán lên, ngươi lỡ ta giết người rồi cần người giúp chứ gì. Người em á của ngươi mà thường ngày ngươi hất hủi á thì kêu một tiếng là có liền, trong khi á thì ba người bạn quý của ngươi á thì á bỏ mặt chạy làng, còn quay lại tống tiền nữa. Người á đúng là người vợ thông minh lanh trí. Chắc người đã sáng mắt rồi chứ? Dạ. Ngươi là đồ gian xảo. Quang, bà này mới gian xảo lắm Quang. Dạ đúng rồi. Bà thấy tụi con á hay tới nhà bà nhậu rồi kêu bà dọn dẹp suốt. Dạ. Bà mới chia rẽ tình huynh đệ của tụi con á Quang. Nói thiệt với Quang, đúng Quang, nếu mà bà không thử á thì giờ này á tụi con nhậu vui như tết rồi, đúng không huynh? Đúng rồi, đúng người rồi. Người đàn bà này quá nguy hiểm, phải loại trừ ra khỏi xã hội. Một ngọn đèn trời sâu xét, tụi con lỡ dạy ông Đặng với huynh ấy, mong Quang nhà tay đừng bắt tụi con ở tù nha Quang. Dạ. Tội các ngươi 3 năm vẫn còn nhẹ đó. Dạ bẩm Quang, thực sự thì con làm chuyện này cũng để cho chồng con hiểu chuyện. Ba người này cũng biết tội của mình rồi, mong Quang lượng thứ. Dạ. Dạ, đúng rồi đó Quang. Dạ, đúng rồi Quang. Đó đó, thấy người ta tốt bụng chưa, người ta lại có lời nói đỡ cho các ngươi nữa kìa. Dạ Quang. Chính vì vậy cho nên các ngươi khỏi phải đi tù. Nhưng mà
Có tội thì vẫn phải chịu tội. Linh đâu? Dạ. Nghe đây, ta xử các ngươi mỗi tên 30 heo. Linh đâu? Dạ. Giải phạm nhân ra ngoài. Dạ, bước lên. Ta tuyên bố bãi đường. Đội ơn quan lớn à. Em đó, chúng mua vụ này mà không nói cho anh biết là mình lo quá trời quá đất rồi. Phải như vậy á thì mình mới vừa chứ. Nhớ chưa? Nhớ rồi.